Hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 3 dương lịch 2022. Còn âm lịch thì đã 26 tháng 2 năm Nhâm Dần. Lẽ ra theo chương trình của các cái chương trình học thì bây giờ những chương trình học phổ thông bên ngoài, các trường phổ thông bên ngoài người ta bắt đầu cũng chuẩn bị để mà ôn thi hết năm học và kết thúc một năm học. Nhưng mà cái trường của chúng ta vì cái vấn đề ảnh hưởng trong những năm qua, ảnh hưởng Covid rất là nhiều, cho nên đó là bây giờ hiện tại thì trường của mình trong dự kiến của mình là không phải kết thúc một năm học mà chỉ có kết thúc học kỳ nhất thôi, chứ không phải là kết thúc năm năm nhất. Đúng ra là cứ tới mùa hè là xong một năm học, có phải không? Bây giờ mùa hè cũng sắp tới, nhưng mà là do trong thời gian qua là mình không có học bị Covid, mình không có học, chương trình học không có đầy đủ được, cho nên mình trở mất một học kỳ. Có nghĩa là sắp tới đây là mình chỉ mới có thi học kỳ thứ nhất, năm thứ nhất. Còn đúng ra theo cái chương trình của mùa hè đến đó, chúng ta sẽ hoàn thành một năm học, chứ không phải là một học kỳ. Một năm học nó gồm có hai học kỳ nhất và học kỳ hai. Thì năm nay chúng ta chỉ theo chương trình học là mình chỉ hoàn thành học kỳ nhất. Thế thì là nếu mà bỏ tuần này thì mình còn 2 tuần nữa mình thi, phải không? Thầy đã thông báo chưa? Thế trong cái chương trình học của mình á, môn riêng và môn học Phật pháp căn bản á, thì là mình đã học được 5 bài, 5 bài. Thì quý thầy quan trọng xưa nay á, thì dạy thì để truyền đạt cho các tân sinh là quan trọng, thầy chỉ cho cái phương pháp để mà học cho nó tốt. Còn lại thời gian ở phòng, ở nhà, ở chùa thì cái thời gian mình rất là nhiều, các tân sinh phải sử dụng cái quỹ thời gian đó mà chúng ta học làm sao cho nó thật là tốt. Ông bà mình bảo bên ngoài mà đi làm từ thiện, mình cho ký gạo hay là mà 200-300 nghìn, thì cái cách đó người ta ăn vài hôm là hết. Thì ông bà mình bảo là phải làm sao câu người ta đi câu chứ không phải chơi con cá. Cái học cũng vậy, thì cái phương pháp học nó quan trọng. Bây giờ này trong vấn đề dịch bệnh đó, thì thầy cũng nhắc lại các tăng sinh chúng ta cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe. Cái bí quyết mà được học tốt là làm sao phải có cái sức khỏe nó tốt thì mới học được, nếu mà sức khỏe không tốt thì không được. Muốn có sức khỏe tốt mà muốn cho cái chùa mình nó hưng thịnh, muốn cho cái trường nó hưng thịnh thì cái điều cơ bản nhất đó là cái mình nội quy học, nội quy học mà từ mọi cá nhân. Đạo Khổng bảo là tu thân, Khổng Phu Tử là một trong người rất là giỏi, là vấn đề an bang trị quốc rất là giỏi, còn Lão Tử thì chuyên về những vấn đề tiêu diêu tự tại, ở bên Trung Quốc rất là giỏi. Còn trong Phật đó thì Đức Phật chuyên về vấn đề an lạc và giải thoát của tự tâm, nên gọi là tam giáo đồng hành ngày xưa đó. Thì cái đạo Khổng với đạo Dạ, đạo Lão và trong Phật giáo có những điểm tương đồng giống như các bậc thánh nhân. Cho nên đó, là Khổng Tử cũng dạy rằng đó, là thứ nhất là mình phải tu thân. Đức Phật cũng vậy, phải giải thoát từ nơi cái tự thân của mình. Nếu mà chúng ta không có sự an lạc, không có giải thoát thì mình không có thể mong là mình đem lại cái sự an lạc giải thoát cho mọi người được, là không giúp được ai hết. Thành thử ra là các tân sinh chúng ta phải thiết lập ngay từ ở nơi từ cái mọi tự thân của mình. Ví dụ như buổi sáng, ai trong cuộc đời này cũng rất là bình đẳng, có 24 tiếng đồng hồ để sử dụng, thì các tân sinh phải sử dụng cái quỹ thời gian thế nào. Thầy thường nhắc các đệ tử của thầy, các mọi người thì cố gắng mình thiết lập cái thời gian tu tập của mình. Buổi sáng mình mấy giờ mình dậy, phải cố gắng phải tập. Rồi mấy giờ là mình tụng kinh tụng kệ, mình ngồi thiền. Rồi mấy giờ là mình ăn sáng, phải cố gắng là làm sao có cái thời gian nó đúng cái thời gian quy định. Thì cái người làm việc mà khoa học như vậy ấy, thì mới tốt được. Thì các tân sinh chúng ta cũng để ý, mà chúng ta đi vô một cái trường học, một bệnh viện, một cơ quan mà tới giờ là người này uống cà phê, người kia đi chơi, giờ tới giờ mấy giờ làm việc phải làm việc. Bên bên phương Tây, nhất là bên cái bên Nhật Bản đó, người ta làm việc hết sức là khó và đúng giờ đúng giấc. Đi vô trong một cái chùa, mình đi vô một cái chùa, một cái tỉnh xá, một cái trường,
mà cái thời gian ví dụ 8 giờ sáng là cái thời gian làm việc thôi. Ai công viên chức thì cũng đi làm, học sinh em bé cũng đi đến trường theo giờ giấc làm việc. Mà mình vô một cái chùa mà 7-8 giờ nhiều khi thấy ông thầy, sư cô nằm trong phòng rồi thì phò khói thuốc rồi uống trà rồi nói chuyện rồi lung tung, thì cái chùa này mình đánh giá nó không có phát triển được. Bây giờ đến giờ ăn 6 giờ sáng mình ăn sáng, mà là người thì đi ở ngủ trong phòng, người thì đi bên ngoài, thì người đi đá banh, người đi chơi, thì cái tập thể nó không bao giờ bảo đảm cái chùa đó, cái thiền viện đó, cái tịnh xá đó không phát triển được. Nên các tăng sinh phải để ý và ý thức rằng là mỗi tự thân của mình phải sắp xếp cái giờ giấc của mình. Mai mốt bây giờ mình học là trường trung cấp, nhưng mà mình sau 1-2-3 năm nữa thì mình sẽ đi học các trường cao đẳng, học các cái trường cao cấp Phật học. Ai giỏi nữa thì có thể đi các nước ngoài học chương trình thạc sĩ, học chương trình tiến sĩ ở các nước. Đó, cho nên ngay từ bây giờ cái bí quyết học tốt của các tăng sinh đó là cái nhiều người than Covid ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng trong cái khó khăn, trong cái nghịch cảnh, mà nếu mà chúng ta vượt qua cái nghịch cảnh, lấy cái nghịch cảnh đó là cái thuận duyên để tu tập rất là tốt. Quý thầy ví dụ mình đi học miết lên trường thì có thời gian thuận duyên gặp được quý chư tôn đức, quý giáo thọ sư đông học. Nhưng mà mình hôm đó bị Covid rồi nhiều quá mình không học, mình ở tại phòng, thì cái quỹ thời gian rất là dài. Đó là những cái quỹ thời gian vàng để cho chúng ta cày. Cày cái gì? Người ta vác cuốc đi cày, mình cày là gì? Lấy cây cuốc ra mà cày. Ai học tiếng Hán, muốn giỏi tiếng Hán thì phải cày cho nhiều, học một ngày bao nhiêu từ vựng, thì sau này là tiếng Hán mình mới giỏi. Tiếng Hán mình có cái nội lực thâm hậu rồi, mình đọc sách được, tức là mình đọc được những cái bộ luật tùy ni, học luật sai di, học tất cả 4 cái cuốn luật mà mình nắm cái chữ Hán đó là vốn liếng từ vựng mình rất là nhiều. Tỳ ni nhập dụng thiết yếu bảo qua sợ ngoài giới tỳ kheo đọc thơ vận tập, mình viết lâu dễ, thì sau này cái vốn liếng từ vựng mình rất là tốt. Là mình đọc qua các kinh Bách Dụ, kinh Kim Cương bằng toàn là bằng tiếng Hán không, thì sau này mình học qua Đài Loan, qua Trung Quốc hay đi qua bên Singapore, mình học các nơi mình theo cái hệ thống chữ tiếng Tàu của mình thì mình học mình rất là giỏi. Chứ còn mình không có vốn liếng thì mình thua. Nên các tiên sinh học cái cách đó thì mình phải sử dụng, thứ nhất là mình cày, người ta vác cuốc vác cày, người ta đi làm công viên trước hàng ngày vốn đi làm việc. Còn mình mà ai mà chịu khó học thì mình học tiếng Hán này bằng cách đó, mình học rất là nhiều cái từ vựng thôi. Mỗi một ngày mình học ít nhất là 3 từ, người nào giỏi thì học 5 từ, 10 từ. Mà mỗi một ngày, cứ một ngày mà học 10 từ thì các tăng sinh cứ nhân lên 1 năm là bao nhiêu. Đó. Rồi sau 3 năm như vậy mình có vốn liếng từ vựng bao nhiêu. Thì cũng như vậy, tiếng Anh cũng vậy, mình phải học, mình có vốn liếng từ vựng rất là nhiều, thì sau này mình đọc sách, mình kết hợp với những cái phương pháp học nữa thì là sau này mình sẽ rất là giỏi. Chứ còn mình không học á, thì mình thua. Cái thời gian đó nó sẽ đi qua, nó trôi qua. Ai cũng có quỹ thời gian khoảng 24 tiếng đồng hồ trong một ngày một đêm, thì mình phải sử dụng cái quỹ đó như thế nào nó cho nó được tốt. Mình không có chịu mà sử dụng đúng thì mình đỡ nó lãng phí thời gian. Cho nên ông bà mình bảo là một tấc thời gian là một tấc vàng. Nhiều khi mà tấc vàng không bằng tấc thời gian, bởi vì là tấc vàng mà lỡ nó mất thì còn tìm được, mà mất cái quỹ thời gian thì không thể nào tìm lại được. Bỏ mất thời gian thì hết cách tìm, thời gian nó cứ trôi qua. Bây giờ trong lớp mình ở đây thì ai cũng nhỏ nhất là cũng phải cũng từ mười mấy 20 tuổi rồi. Đó. Bây giờ thời gian nó trôi qua, có muốn ước mơ trở về cái lứa tuổi 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi nữa thì không cách nào trở về lại được. Đó. Nó cái dòng thời gian nó sẽ trôi chảy, trôi qua, nó cuốn theo tất cả mọi việc. Đó. Thế trong cái môn học Phật pháp thời gian qua đó, mình có 5 bài. Đó. Có 5 bài học. Bài học thứ nhất là bài học gì? Có nhớ không? Học đầu tiên là bài về Tam Bảo, phải không? Đấy, giới thiệu về đầu tiên, giới thiệu về sơ học về Đại Đạo Phật, về tới bài Tam Bảo. Mình có mấy bài? Bài Đạo Phật học rồi phải không? Các tân sinh cố gắng
mình phải nắm, mình học ít nhưng mà phải làm sao là thực ra Phật giáo là cái phương pháp, nó là tương quan tương duyên. Trong Phật giáo mình là nhân quả, nói đúng ra là nhân duyên và quả. Thành thử mình học cái bài đạo Phật đó, thì gần như trong đó có tóm lược lịch sử của Đức Phật, tóm lược con đường hành pháp của Đức Phật và tóm lược những giáo lý cơ bản gì của Đức Phật. Ở trong đó cũng có đó, tất cả nó tương quan tương duyên hết trong đó. Mình học bài thứ nhất đạo Phật, bài thứ hai là bài Tam Bảo, phải không? Bài thứ ba là mình học bài nhân quả, bài thứ tư là mình học bài về nghiệp, phải không? Nghiệp báo học rồi phải không? Tứ vô lượng tâm và lục hòa. Như vậy hiện tại mình có 6 bài. Thì các tăng ni sinh để ý thì trong các bài đó có sự tương quan tương duyên lẫn nhau. Và trong chương trình tuần tới thì thầy có cái công việc để đi trong các cái tỉnh miền trong, Vũng Tàu, Bình Thuận, Phan Thiết rồi, cho nên nó là trong hôm nay đó là thầy đổi giờ của Minh Trí thì mình sẽ học hai tiết đầu là mình sẽ học và thầy sẽ giới thiệu để ôn lại những cái chương trình của mình học và chỉ cho các tăng ni sinh một vài cái phương pháp học để chúng ta học được tốt, nghiên cứu. Quan trọng nhất là phương pháp chúng ta học được tốt thì sau này mình học rất là tốt. Chứ còn mình học nhòi, học nhiều nhưng mà mình không nắm được cái phương thức học thì cái kết quả mình không tốt. Giống như một người thì đi làm lao động, cho dù người ta có cần cù lao động miết suốt ngày suốt đêm, nhưng mà những cái người có phương pháp ta học thì người ta chỉ cần một ngày ta sử dụng tới thời gian 2 tiếng đồng hồ thì bằng những người khác họ làm 8 tiếng đồng hồ. Thì cái phương pháp học là nó quan trọng. Thì các tăng ni cố gắng sử dụng cái phương pháp mà học làm sao cho nó hiệu quả nó tốt, nhất là không có lãng phí thời gian. Thì hai tiết đầu là mình sẽ, quý thầy sẽ ôn lại một chút để chỉ cho các tăng ni sinh những cái phương pháp, rồi mở ra những cái phương trời, những cái cách thức mà mình học được cho nó hiệu quả nó tốt ở trong Phật pháp của mình. Và bằng cái cách nào đó mình học mà mình có sự đam mê, có sự nhớ thật là tốt thì như vậy là mình học mới tốt được. Và hai tiết sau thì mình sẽ làm một bài kiểm nữa, một bài kiểm tra. Như vậy là mình sẽ có đủ ba cột điểm. Và trong một học kỳ thì mình gồm có ba cột điểm. Ba cột điểm đó, thứ nhất là mình gọi là một cột điểm kiểm tra miệng, cột điểm thứ hai là cột điểm kiểm tra 15 phút, rồi cột điểm thứ ba là lấy cột điểm là kiểm tra một tiết. Sau đó một cột điểm cuối cùng đó là thi học kỳ. Và là gồm 4 cột điểm. Thì ba trong cái thời gian học là mình phải làm sao cố gắng có 3 cột điểm. Và cái điểm học kỳ là thứ 4, rồi cái điểm hành kiểm đó là 5. Năm cái cột đó được xem như là ngũ hành phẩm, ngũ phúc, lâm môn. Thì các tăng ni sinh chúng ta học qua chúng ta phải cố gắng nhớ hết mọi việc, mình học được bao nhiêu, mình nắm được cái giảng bài cho thật là tốt. Thì từ đó thì mình học cái kinh điển, học giáo lý, học cái gì thì nó cũng dễ dàng nhớ là tốt. Để trong mình làm một bài kiểm nữa thì tiếp tới thì quý thầy cũng sẽ gọi lại cho các tăng ni sinh những cái bài kiểm tra vừa qua. Thực ra những cái bài kiểm tra vừa qua đó thì người thì làm rất là dài, người thì làm rất là ngắn, thì mình cũng học nói chung cái cũng chưa đồng đều. Và thứ hai là thời gian làm ở nhà có nhiều người làm một lần cái bài kiểm mà đợt kiểm tra 15 phút mà làm nộp là 10 cái giấy. Đó, có nhiều người làm những bài luận văn một đợt cũng 115 phút. Thế trong các cái chương trình mình học thì thầy cũng nhắc lại thì trong cái sắp tới trong cái mình sẽ kết thúc bắt đầu chuẩn bị kiểm tra thi học kỳ thì mình sẽ thi trong vòng 5-6 cái bài học đó. Bài thứ nhất là bài đạo Phật, thứ hai là Tam Bảo, thứ ba là nhân quả, thứ tư là nghiệp báo, thứ năm là lục hòa, phải không? Và thứ sáu đó là mà tứ vô lượng tâm. Thì trong cái chương trình mình học thì gồm mình sẽ kết trong sẽ thi học kỳ nay mai thì bữa mình sẽ có một bữa ôn trước khi mà nghỉ thi,
Thì thầy sẽ cho một số câu hỏi, 4-5 câu hỏi gì đó để cho các bạn học sinh về chuẩn bị trước trong cái kỳ thi là chúng ta sẽ thi. Và khi thi học kỳ đó là không sử dụng tài liệu. Nhớ là thi mình phải học thuộc lòng. Ví dụ nhân quả là gì? Là những cái định nghĩa mình phải thuộc lòng. Đấy. Nghiệp là gì? Thì các bạn học sinh phải thuộc lòng. Như chàng hai mình nói về nhân quả là gì, mình phải học, phải thuộc lòng. Nhân đặc tính nhân quả nó gồm có mấy đặc tính nhân quả, mình nắm được cái dàn bài nó đầy đủ thì sau này mình thi làm việc tốt thì tất cả mình phải làm hết. Rồi mình học cái bài lục họ cũng vậy, học cái bài tứ vô lượng tâm vậy, mình nắm cái dàn bài rồi trong quá trình đó mình học mình viết ra, mình học như cái phương pháp toán học vậy. Các bạn sinh chịu khó học sao mà làm cái gì nó cũng giống như cái phương pháp toán học thì mình mới nhớ được. Thế còn không á, là mình học mình sẽ mau quên. Chẳng hạn ví dụ như mình học cái bài nhân quả đi, thì sau này các bạn sinh làm cái gì, mình muốn nói một câu chuyện hay là mình muốn làm cái gì thì người ta nói cũng phải có đầu có đuôi, phải có mở đầu, phải có cái nội dung và có cái kết lại. Thì một cái bài học, một bài viết bao giờ cũng phải có cái vấn đề thứ nhất là vấn đề mở đầu hay là đặt vấn đề, phải không? Đấy. Thì mình sẽ nói những gì. Phần thứ hai là phần thông bài, mở đầu thông bài và kết luận nó dễ hiểu như vậy. Phần nội dung của mình, nền đề hay là nội dung, hay là hồi xưa đây mình gọi là cái phần thông bài, phải không? Và phần thứ ba là kết luận, là mình đúc kết lại cái phần của mình sẽ nói những gì ở đây. Khi mà làm một cái tăng kê sinh, khi mà mình học mình cái năng học bài nhân quả thì mình phải thuộc lòng cái bài này. Thì chẳng hạn cái mở đời thì mỗi một người có cái cách mở đời là khác nhau. Rồi mỗi một người có cái phần thông bài. Phần thông bài là mình phải nói mình phải nắm được cái thông bài nó gồm, nó nội dung nó gồm gì. Chẳng hạn thông trong phần bài mình phải định nghĩa nhân quả là gì. Chẳng hạn như cái phần là mở đời đó. Thì mỗi một cách, mỗi một người có một cái cách mở đời đi vào cái nội dung của mình trình bày. Ví dụ như mình mở đời thì mình nói là trong 8.000-4.000 pháp môn tu của nhà Phật, của Đức Phật đã dạy, thì có rất là nhiều cái pháp môn để mà dẫn dắt con người đi vào đạo, dẫn dắt con người tạo phúc đức, dẫn dắt được con người đã đoạn trừ những phiền não tham nhân sân si. Trong đó có những cái giáo lý rất là căn bản mà gần như cuộc sống con người ai cũng biết được, đó là cái giáo lý nhân quả, nghiệp báo, luân hồi. Trong cái phạm vi bài viết này thì người viết cũng có thể xin là trình bày về những cái đặc tính của nhân quả. Nhân quả là gì? Đặc tính của nhân quả làm sao, nhân quả nó ra làm sao, thì nội dung đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì mình vô bắt đầu mình có một cái câu dẫn đầu mở đầu đơn giản như vậy, tùy theo người viết. Thì có nhiều người ta biết rằng tất cả muôn dòng sông suối đều bắt đầu từ những cái đỉnh núi Tuyết Y Mã Lạp Sơn, để mà theo những dòng sông dòng biển đó, dòng sông dòng suối đó dẫn ra biển lớn, ra những cái dòng sông lớn được cuối cùng đưa đến cái đại dương dương vô tận bao la. Trong pháp môn nhà Phật cũng vậy, cũng đều tất cả đều xuất phát từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy, và tất cả những cái 8.000-4.000 pháp môn phương pháp Đức Phật đã dạy, thì trong đó có cái phương pháp, cái giáo lý đó là gì? Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Tứ Vô Lượng Tâm. Và nội dung cái bài pháp đó nó gồm như thế nào, trong cái phạm vi của chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái giáo lý của Bát Chánh Đạo, hay là giáo lý của nhân quả, giáo lý của nghiệp báo, sẽ dạy con người nó làm cái gì, nó đoạn trừ phiền não nó làm sao, thì mình sẽ tìm hiểu trong cái phần đó. Thì mỗi một cách mình dẫn dắt vào đề, dẫn dắt cái nội dung để mình vô đề, thì tùy theo con người. Hay là tất cả những triết học trên thế gian, thế giới, tất cả mọi người đều chỉ dạy những phương pháp. Có người rằng đã bảo rằng cuộc đời này do thần thành tạo nên, có người bảo rằng cuộc đời này là nó là tự nhiên, chết là hết. Còn có người bảo là tất cả đều do đất sáng tạo tạo lên. Nhưng mà vượt lên tất cả những cái triết học, triết lý, những cái tôn giáo khác, và
Đức Phật đã chỉ ra dạy ra một cái triết học triết lý vốn đã có từ ngàn đời, và Đức Phật khi mình tu tập giác ngộ, Ngài đã chỉ dạy cho chúng sanh để giúp cho chúng sanh thoát khỏi những nghiệp chướng mê lầm, tiến tu trên bước đường đạo nghiệp và hướng đến cái sự an lạc giải thoát. Thì trong đó một cái giáo lý hết sức quan trọng, đó là giáo lý bát chánh đạo, hay là giáo lý nhân quả, hay là giáo lý nghiệp. Thì một cái cách để mình làm sao mình vô đề, thì các bạn làm một cái gì cũng phải có một cái vấn đề gọi là mở đầu để mình chặt nhất vào. Thế thì chẳng hạn mình nói về nhân quả, thì mình nói là nhân quả là gì, thì mình thứ nhất là mình xuất phẩm. Mình không cần biết, khi mà các em xin lưu ý là một cái bài viết đó, thì cố gắng đừng có là một nhỏ hai nhỏ nhỉ, mình viết nó rất là tự nhiên đó. Mà nhớ mình viết cái phần mở đầu thì nó cần có một đoạn 3 dòng, 5 dòng hay là 100 gì đó, thì phải có thứ nhất là các tăng sinh viết phải để ý là viết câu, viết một cái câu nó phải có chủ ngữ và vị ngữ, và mình phải biết dấu phải là chỗ nào, dấu trống là chỗ nào, và xuống dòng thì sao. Cái điều này các tăng sinh học, mình học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã học rồi. Từ những cái cấp 1, thậm chí là lớp 5, lớp 6, lớp 1 đã bắt đầu xuống như thế nào, và viết một câu như thế nào, đặt câu như thế nào, cái dấu phải đặt ở đâu, dấu chấm phải đặt ở nơi nào, dấu chấm thì đặt chỗ nào, có phải không? Cái này là các em sẽ phải tự học. Nhưng mình nói này cơ bản từ cấp 1, cấp 2 đã học rồi. Mình viết một cái bài, mình dấu chấm hết một cái câu thì mình chấm xuống hàng thì làm gì? Phải viết hoa, và phải làm gì? Phải thuộc vô ô. Đó là những điều căn bản cần biết. Rất nhiều người ta sẽ biết luôn tường từ A tới Z thì không được, nó không đạt được. Nên người ta có một cái điểm mà để nhìn cái hình thức vô trình bày. Và khi làm chúng ta cố gắng mình phải ghi tên của mình, ghi pháp danh, ghi đầy đủ rồi mọi việc. Ít nhất phải có cái tờ của mình làm cái cốc, ghi một cái ô để điểm rồi chứ. Ta biết ta cho điểm đâu thì cái chỗ này thì người lời phê còn này là điểm. Chứ người viết luôn tuồng những cái này mất điểm. Khi mình làm gặp việc nhẹ thì mất điểm. Cũng một cái bài trình bày vô là nó sạch sẽ rồi, vô sạch chữ đẹp, nhìn vô bắt mắt tốt thì được một điểm. Viết lung tung, viết không có xuống hàng trong bài, có nhiều vị, nhiều các cái vị giáo thọ họ khó khăn, họ trừ mất một hai điểm rồi, thì mình mất điểm rất là vô duyên. Những cái điểm mình ăn rất là dễ mà mình không ghi ăn điểm được, rốt cuộc mình mất điểm. Cứ ghi mà vô một cấp đầu cái chuyện trên xuống dưới không có câu rồi, không có xuống hàng, không có chấm phẩy, cũng vô mà nhìn vô mà ghi lung tung cái nội dung của nó, không có cái nơi đó mà giáo thọ cho điểm cái này kia thì mình đã mất điểm rồi. Cho nên đó là những cái điều căn bản. Để qua cái phần mà định nghĩa thì mình nhân là gì, thì mình trình bày nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, nhân là cái mầm hạt giống, quả là cái trái cái hạt giống nó phát sinh ra, trong nhân có quả, trong quả có nhân như thế nào. Mình trình bày tất cả những cái phần định nghĩa của nó đầy quả bao nhiêu, thì trong cái nhân quả thì có những nhân quả ở hình tướng của nhân quả, ở các cái sự hình tướng nhân quả ra làm sao, nhân quả ở nơi các sự vật vô tri vô giác như thế nào, nhân quả ở nơi những cái vấn đề tâm con người như thế nào, tâm lý như thế nào, tâm thức như thế nào, vật chất ra làm sao, thì những cái nội dung của nhân quả mình phải nắm. Nhưng mà tùy theo yêu cầu đề bài, chẳng hạn như khi mà cái đề bài của mình yêu cầu là đặc tính của nhân trình bày những đặc tính của nhân quả, thì mình chiếu trên những cái tính thôi, chứ không có trình bày lên ta lên ta. Thì nhân quả có bao nhiêu đặc tính, mình học có bốn cái đặc tính nhân quả cơ bản để làm sao, thì mình xoáy vào trong vấn đề này. Đấy. Ví dụ như khi trình bày đặc tính của nhân quả thì hay là ta yêu cầu rằng trình bày những hành tướng của nhân quả như thế nào, hay là sự tương quan tương duyên của nhân quả có cái nghiệp báo hay những giáo lý khác như thế nào, thì mình phải nắm cái nội dung cái mình còn trình bày. Rồi cuối cùng mình dành cái thời gian mình kết luận bao nhiêu đó, phải có viết bài thì có mở đời thông bài kết luận, thì như vậy cái bài viết mình nó mới tốt được. Chứ còn không mình vô cái bài đâu mình viết nó thì viết không có đạt được. Đấy, tất cả là các tăng sinh chúng ta phải lưu ý như vậy. Một chút xíu nữa là khi hai tiếng sau thì mình làm cái bài kiểm tra, chẳng hạn như mình trình bày về cái giáo lý luân hồi, chẳng hạn như mình sẽ trình bày về
mình làm cái bài lục bỏ, hay là mình bài mà tam bảo, mình trước học cái bài tam bảo như vậy thì trình bày. Như hôm trước mình học cái bài cái câu hỏi, mình trình bày học cái bài mà tam bảo, đúng không? Chẳng hạn như ví dụ hôm trước mình nói cái tam bảo thì như nó thế nào, mình phải mở đồ nó ra làm sao. Và cái phần thân bài thì cái nội dung của tam bảo rất là nhiều đó. Hãy trình bày về ba bậc của tam bảo thì mình xoáy vào vấn đề ba bậc của tam bảo thì nó khác. Nhưng mà đề của mình yêu cầu sự hình thành của tam bảo thì mình phải trình bày cái sự hình thành như thế nào. Và thì chắc các thầy sẽ tùy đọc phải đọc, cho nên khi mình đi thi hay khi làm người ta phải vào đọc kiểu đề trước khi làm bài như vậy đó, thì phải nắm cái đề đó. Thân bài của mình, cho nên mình trình bày cái sự hình thành của tham bài thì mình phải trình bày như thế nào, từ đạo Phật mình thân mình tóm lược tóm tắt ra làm sao nó ngắn gọn, mình dặn vô. Có người dặn vô mình dành khoảng chừng là ví dụ như nửa trang để dặn vô thì phải tóm được nó. Ví dụ giả sử mình muốn nửa trang mà mình bắt đầu từ cái thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca mà đã sanh tới khi mà ngài bắt đầu đi thành đạo cho nên chuyển pháp luôn, thì mình phải tóm tắt cô đọng. Còn không là mình sẽ ngưng cái từ cái nơi Đức Phật thành đạo của đời đầu thế. Thì một cái cách đó mình diễn ra. Ví dụ mình muốn viết khoảng chừng nửa trang về mình giới thiệu từ khi Đức Phật đạo sanh, thì mình để như vậy. Đạo Phật xuất, chiếc nôi của đạo Phật là xuất phát từ Vườn Lâm Tỳ Ni, Vương Thành Ca Tỳ La Vệ. Sau đó Thái tử đã chứng kiến bốn cảnh sanh lão bệnh tử, cho nên đã từ bỏ những cái gì cao sang quý giá, rồi vượt dòng sông Anoba, vượt Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, đã đến thành Vương Xá Sức Ma Kiệt Đà. Sau 5 năm tận sư học đạo, sau 6 năm tu học trong nhà, sau 49 ngày đêm tư duy tìm tòi thì ngài đã chứng đắc được thánh đạo giác ngộ giải thoát, và đã trở đem cánh đạo vào để cứu đời. Thì ngài đã đi đến xứ Ba La Nại vùng Độc Viện, nơi độ 5 anh em Kiều Trần Như chuyển pháp như thế nào. Để trên từ đó bài pháp đầu tiên được diễn đã là tứ diệu đế thế nào, và tam bảo được thành thật. Phật bảo là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, pháp bảo là bài pháp tứ diệu đế, và tăng bảo là 5 anh em Kiều Trần Như. Thì mình dẫn dắt từ khi là thái tử đạt sanh tới thời đó. Còn nếu mình bỏ cái đoạn trước thì mình chỉ còn dẫn dắt từ đó là ví dụ sau 49 ngày đêm tư duy truyền tọa dưới cõi bồ đề, quán chiếu về duyên sinh của vạn hữu, và đến khi ánh sao mai vừa mọc thì ngài đã chứng đắc được vô thượng bồ đề. Ngài đã quan sát được tất cả những căn cơ nào có thể cứu độ được chúng sanh. Ngài nghĩ đến năm hai cái vị thầy rất là vĩ đại mà trước đó ngài đã từng theo học, đó là Adara Kalama và Urara Rama Pitta như thế này. Nhưng mà hai vị này thì cũng đã qua đời rồi, cho nên ngài cũng nghĩ tiếp là năm người bạn đồng tu là những căn cơ rất là cao, đó là năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà năm người này hiện tại thì đang tu tập ở tại nơi xứ Ba La Nại trong cái vườn này, dòng bên dòng sông An Cổ Kính như thế này. Cho nên ngài đã rời khỏi cái tòa bồ đề ở tại thành Vương Xá xứ Ma Kiệt Đà, đến cái nước Ba La Nại trong cái vườn này. Tuy theo mọi người có thể diễn giả mọi cách, lúc đó tam bảo được thành thật thế nào mình cắt từ đó cho mình trình bày. Thì mình có nhiều cái cách, thì cái đó là gọi là cái tùy theo cái thời gian. Người ta bảo là mình trình bày trong 15 phút thì mình vô động 15 phút. Nhưng mà trình bày 120 phút thì mình phải bỏ đòi như thế này. Chẳng hạn mình nhóm mạnh vài cái sự kiện nơi Đức Phật ở tại nơi ngài đã tu tập tầm sư học đạo 5 năm tầm sư học đạo như thế nào. Thì cái thời gian đó mình hết 30 phút. Rồi cái thời gian tu tập tại bồ đề đầu tràng ngày quán chiếu duyên sinh vạn hữu. Tới mức độ mình kể cái câu chuyện của nàng cô gái chân bò đã cho Đức Phật uống sữa như thế nào, rồi nàng tu sà đề đã dâng bát cháo sữa như thế nào, ngài đã ném dòng bát xuống dòng sông như liên thiền như thế nào, rồi ngài ngồi dưới tọa bồ đề đã hàm thuộc ba năm như thế nào, rồi sau đó ngài quán chiếu phạm thiên sa ba ti đã xuất hiện thưa thỉnh ngài chuyển pháp như thế nào, rồi quán chiếu căn cơ cuộc đời như thế nào, rồi nhiều khi ngài muốn gặp Niết Bàn như thế nào, giáo lý của ngài đã đi ngược dòng đời như thế nào. Là 120 phút mình phải triển khai đây. Người ta bảo mình trình bày 30 phút, mình trình bày 30 phút, mình phải làm chủ được vấn đề, mình học cái bài thì mình phải nắm được cái tiên lượng của mình để mình trình bày. Cho nên yêu cầu của đề bài khi mình làm 15 phút thì nó khác, trình bày 45 phút thì nó
khác, 90 phút 2 tiết thì nó khác, còn làm bài 120 phút thì nó khác. Thông thường là mà mình trong các cái kỳ thi là cái môn Phật pháp căn bản của mình sẽ làm bài trong vòng khoảng thời gian 120 phút là 2 tiếng. Thì các thầy sinh chúng ta để ý cái điều đó. Nhà trường, ban giám hiệu cũng đã lên cái chương trình học cho năm thứ hai, học kỳ 2 của năm thứ nhất. Thì trong học kỳ 2 của năm thứ nhất á, thì cái môn mà Phật lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì chưa có người đảm trách, nhưng có thể đảm trách môn Phật sử lịch sử của Phật giáo Ấn Đức Ấn Độ. Và cái môn Phật pháp căn bản này thì sẽ thầy giải sẽ tiếp tục để cho các thầy sinh cũng tiếp tục học môn này. Thành thử ra tính ra hôm nay thì thầy sẽ triển khai bài pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế trong phòng cô độc, tóm qua về tứ diệu đế. Thì những cái tiếp sau là thầy sẽ trình bày sơ về khổ đế như thế nào, đi sâu vào khổ đế như thế nào, tập đế như thế nào, diệt đế, đạo đế như thế nào. Nhưng mà mình học 6 bài đó là các thầy sẽ tập trung cho nó sâu. Rồi sang năm rồi tới học kỳ 2 thì bản gì quý thầy giám họ sẽ tiếp tục đi sau các cái môn tiếp tục cái chương trình tổng pháp căn bản này. Là khi học cái bài nào cũng vậy, thì các thầy sinh cứ ghi như thế, mình nắm được cái dạng bài mình học chẳng hạn như mình nói về học cái bài luật họ ở đây. Làm cái gì thầy có tức tăng sẽ cứ làm cái ba cái cụ thể, làm cái gì nó mở đầu thành bài kết luận, cứ như thế mà mình có cái dạng bài làm. Đấy, chẳng hạn mình nói về cái pháp luật hòa thì mình sẽ mở đời như thế nào, mình đặt trong vấn đề mở đời hay là mình đặt vấn đề, thì mỗi một người có cái cách vào đề khác nhau. Rồi thứ hai là cái phần nội dung hay gọi là cái thông bài thì mình sẽ trình bày như thế nào. Thì đó, thì thứ nhất là mình luôn luôn phải định nghĩa được cái luật hòa là cái gì, nội dung của pháp luật hòa là 6 pháp đó, 6 pháp luật hòa là cái gì, thì mình phải nắm rõ như trong bàn tay. Thì mai mốt đi vô thi cử hay là làm cái gì mình nói giảng vậy nó sẽ dễ rất lắm. Ví dụ như luật hòa thì thứ nhất là thân hòa như thế nào, thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, khẩu hòa không có tranh cãi, ý hòa đồng nghiệp nó mà vui vẻ như thế nào, thân tẩu ý như đó, phải nhớ là do họ là tư như thế nào, và thứ tư như vậy sự hiểu biết kiếm họ như thế nào, kiếm họ và đồng giản như thế nào, và cuối cùng là những gọi là lợi họ đồng quân như thế nào. Mình phải nắm trong một cái pháp này, thì trong cái nhân họ đó, cái thân họ này thì mình sẽ trình bày nó luôn đi theo cái thời gian. Ví dụ thời gian mà Giang cho mình ví dụ thời gian mình là 45 phút để trình bày viết cái bài này, thì cái phần này mình ví dụ mình vô mở đầu thì mình chỉ dành cái phần mở đầu nó khoảng chừng là 50 hàng là mình viết ra, thì dành nó khoảng 10 phút đấy. Thì ví dụ anh này 10 phút, anh này 10 phút thì anh này còn lại bao nhiêu thì mình sử dụng được phần này, mình khống chế thời gian của mình. Còn nếu mà thời gian mà 2 tiếng thì 90 phút thì anh này tăng lên mở đầu mình dành một thời gian 20 phút, giả sử như vậy, ông này 20 phút hay 15 phút tùy thêm một thời gian mà mình khống chế, mình trình bày. Rồi cái cách mà thời gian nhiều thì mình phân tích mỗi ông này sẽ tăng lên, mình nắm cái thời lượng vậy, khẩu hòa như thế nào, mình trình bày nó ngắn gọn, còn thông hòa ở chung như thế nào, mình trình bày thế nào. Chẳng hạn như mà thời gian dài dù khẩu hòa, mình nắm trên khẩu hòa là gì, nó liên quan tới cái giới, chẳng hạn như cái giới thứ tư trong nhà Phật là không có nói dối, khẩu hòa phạm vi của cái giới thứ tư giống như mình khẩu là cái miệng như thế nào. Thứ nhất mình phải nói những cái lời như thế nào, không có nói sai sự thật, không có lên án, không có tâm thần, không có chỉ trích, không có nói tục, không có chỉ thọ, mà biết nói những lời như thế nào, đúng chánh pháp, xây dựng tạo đoàn kết và giới như thế nào. Nếu mà đơn giản thì mình trình bày đơn giản, còn nếu mà thời gian dài mình trình bày giới thế nào, giới là sila là như thế nào, giới là pati mokka là ba la đề một so như thế nào, giới là thâm lương như thế nào, là biệt biệt giải thoát như thế nào, là tùy theo cái thời gian của mình để mà mình triển khai. Mình làm bất kỳ cái bài học nào trên cái cách học
thì các tăng ni sinh đó, chúng ta phải nắm cách học như thế. Nó là cái gì cũng vậy, nó có danh bài thì mình học mình mới nhớ. Ví dụ mình học cái bài nhân quả, học cái bài nghiệp báo, cái học bài luật hòa, nhìn vô tới là nắm tới trăm giấy thì ta biết có 10 trang, mình thấy là chóng mặt. Nhưng mà một khi mình đã khai quát, mình chỉ còn mình nhớ 6 con này thôi là đủ rồi. Rồi bắt đầu khi mình học xong là nhân mò là như thế nào, phân mò là như thế nào, cấu là mò là như thế nào. Thì từ đó mỗi người cách triển khai. Nhưng mà mình chỉ cần nắm đủ được cái ý kiến nội dung như thế này thì cái bài viết của mình là trên điểm trung bình rồi. Rồi có thông bài rõ ràng, mở lời kết luận rồi mình trình bày đầy đủ thì cái bài mình sẽ đạt từ cái điểm 7, điểm 8 trở lên. Chứ còn nếu mà mình trình bày không có nắm rõ, nó lan man, nên cái cách học là nó như thế. Rồi tùy theo cái câu hỏi, chẳng hạn câu hỏi hãy trình bày cái tầm quan trọng của pháp luật hòa trong cái đời sống người xuất gia thế nào, thì mình không có phải trình bày, ví dụ hãy trình bày về nội dung và ý nghĩa. Ví dụ như chẳng hạn cái câu hỏi ta trình là ra một câu hỏi thì hỏi rằng là luật hòa là gì, các tăng nhân sinh hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của pháp luật hòa, thì mình phải triển khai nó đầy đủ. Nội dung nó như thế nào, ý nghĩa thế nào, giúp trong đời sống mình thế nào, trình bày. Còn ví dụ như người ta không có bảo yêu cầu trình bày nội dung và ý nghĩa, mà bảo trong trình bày điều luật hòa là gì, hãy trình bày cái tâm quan trọng của pháp luật hòa trong cái đời sống của người xuất gia, thì mình sẽ xoáy vô cái vấn đề cái tâm quan trọng của pháp luật hòa trong cái đời sống của người xuất gia thế nào, trong chùa như thế nào, trong tỉnh xá như thế nào, trong cái tu viện như thế nào, trong cái trường học như thế nào, mình xoáy vô vấn đề đó. Cho nên tùy theo cái câu hỏi mà các tăng sinh phải đọc kỹ đề trước khi làm bài là vậy đó. Thì những cái bài học đã qua, còn nhất là bài tứ vô lượng tâm thế nào, nó phải nói thế nào, từ là gì, bi là gì, ý là gì, là xả là gì, mình phải định nghĩa mấy cái căn bản phải học cho nó lòng. Chứ còn mà mình học mà lan man không có cái phương pháp học thì mình sẽ học nó không có đạt hiệu quả, và cái cách nhớ mình cũng không có lo mất và lo quên. Rồi khi nào các tăng sinh có thời gian một cái cách học để mà học tốt rồi, các tăng sinh phải tập để mà học và tốt và ghi nhớ về lịch sử, về kinh điển, về giáo lý, thì mình phải nhìn vô, tập nhìn vào bản đồ. Một trong những cái phương pháp mà các tăng sinh muốn học được tốt, cái cách mà được học tốt là nhớ lâu, nhớ được lịch sử Việt Nam, nhớ được lịch sử của đất nước Ấn Độ, và thậm chí mình mở rộng ra lịch sử của thế giới, nắm được những cái điều cơ bản thì mình khái quát cái cuộc sống của mình nắm được cái thế giới của quả đất, quả địa cầu của mình. Đấy. Thì sau này mình có mở rộng ra cái tam thiên đại thiên thế giới, họ chí tâm nhẫn để tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thế nào. Mỗi một buổi tối thì chúng ta đánh lễ thì mình có cái khái quát cái tâm nhìn của mình, cái tâm mình phải chú tâm trong đó, mình mở ra biến pháp giới. Rồi thì mỗi một cái cách học mình phải làm. Như người Việt Nam của chúng ta thông thường là mình học làm sao mình nắm được. Ví dụ như cái bản đồ của Việt Nam nó như thế nào, các tăng sinh đôi lúc là chúng ta phải nắm được nó, là nắm trên cái bàn tay thì mình phải biết được như vậy. Thì mình học về cái lịch sử của Việt Nam và nắm người Việt của mình như thế nào, nó một cách rất dễ dàng hơn so với những cái điều khác. Nó bản đồ hình Việt Nam có hình chữ S như thế nào, hay là khi mình học con cái bản đồ Ấn Độ nó như thì mỗi một cái cách để sau này chúng ta làm sao mình nắm được lịch sử của thế giới. Ví dụ như hôm nay thầy giới thiệu cho sơ là các tăng sinh về nắm được làm sao là mình thấy được cái cuộc sống của trong cái cách mình học để mình nhớ được lịch sử Việt Nam, nhớ những cái điều cơ bản kích thích cái việc học trong vấn đề của việc học của mình. Thì mình học không có chán, đây là một trong những cái cách nó là mình mở mang cái trí tuệ của mình,
món ăn cái kiến thức mà mình làm có sự nhớ. Hôm nay Tài dành vài phút để giới thiệu cho các anh chị xin một chút để cái vấn đề này mình nhớ thêm vấn đề là mình học. Chẳng hạn học lịch sử Việt Nam, mình phải nhớ người con về thời điểm, mình nhớ cái việc lịch sử Việt Nam như mình nói là khoảng chừng 4.000 năm văn hiến, phải không? Thì từ thời xưa các cái đời cũng hùng như thế nào và lịch sử cũng đến với Việt Nam như thế nào, sau này các em sẽ cố gắng mình học để cho mình nhớ, chứ không mình ở trong chùa trong chiền mà mình không biết gì cái suốt ngày suốt đêm mà không biết gì làm mà không có thời gian nghiên cứu, không có đời ý tự tâm thì mình ở chùa hay là làm việc mình học nó rất là chán. Nhưng mà nhìn lên, nhất là trong phòng của mình có cái bản đồ treo trên tường, treo trên đấy, người nào giỏi là mua quán cái quả địa cầu nó trên bàn thì mình nắm được cái lịch sử và nhìn lên cái thế giới, thì cái thế giới mình không có nhỏ hẹp. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Ở trong nhà hay trong phòng mà tâm thì phải mở rộng bao la thế giới như thế nào, là khắp mọi nơi. Thì Việt Nam của mình như thế là hôm nay Thầy giới thiệu sơ về chẳng hạn Ấn Độ à, thì khi nào đó các anh sẽ có cái thời gian nào đó hãy nhìn lên cái bản đồ của đất nước Ấn Độ thì mình học lịch sử Đức Phật đản sanh như thế nào. Ngày xưa đất nước Ấn Độ nó rất là lớn, thời Đức Phật đó thì nó gồm bao gồm cả các nước Nepal này, nó bao gồm cả cái nước Bangladesh như thế nào, Bangladesh rồi nó xuống ở dưới đây có cái nước gọi là nước bên đây về phía dưới một cái nước như giọt lệ đài trang gọi là nước, đây là nước Sri Lanka gọi là Tích Lan là cái quốc gia mà Phật giáo đã được đi đến đất nước sau đất nước Ấn Độ, thì quốc gia này gọi là Tích Lan đi đến đầu tiên trong đất nước quốc gia thứ hai bên ngoài đất nước Ấn Độ. Ngày xưa thì Đức Phật đản sanh ở Lâm Tỳ Ni là thuộc quốc gia của Nepal. Nó có cái thành phố của Nepal gọi là khu vực Kathmandu. Các em sinh khi nào mình học những cái điều mình nhắm được trên nhìn trên bản đồ Ấn Độ, thì mình là học lịch sử của Đức Phật, mình học giáo lý của Đức Phật, mình học được cái sự hoàng dương của Phật pháp đến với quốc gia các bên ngoài sẽ làm gần ở bên đây là đất nước của Trung Quốc. Bên đó thì khu vực chẳng hạn như có những khu vực nhỏ bên đây gọi là Tây Tạng. Thì nó lên ở đất nước nội dịch chỗ này, đất nước nội thủ đô của đất nước nội được gọi là New Delhi. Delhi nằm ở này. Đây là thủ đô của nước Ấn Độ, một thành phố lớn nhất của Ấn Độ, thành phố Bombay. Bombay được thành phố Bombay, thành phố cảng gọi là Bombay vậy đó. Nắm được lịch sử của nắm được cái đất nước nội khi mình thấy cái gì. Thì Nepal thì cái nơi đây mà là vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật ngày xưa đất nước độ ngày xưa gỗ là nó bao hàm tất cả các nước, nhìn nó bao gồm Pakistan và Bangladesh này, ví dụ như Pakistan nằm biên giới Ấn Độ những cái khu vực này. Pakistan rồi xa ra trên đây còn Afghanistan nhé. Ta cơ sinh có thời gian mình nhìn lên cái bản đồ thế giới, mình học lịch sử của đất nước Ấn Độ thì mình thấy thì cái khu vực ngày xưa chẳng hạn như khu vực này gọi là Bắc Ấn Độ, Bắc Ấn thì những khu vực này là khu vực của đỉnh của núi Himalaya, Himalaya đỉnh núi nó bao hàm qua cả nước Nepal này, Trung Quốc này, trên cái ngọn Everest là cái ngọn cao nhất của đỉnh Everest là cao nhất của đất nước trên thế giới, nóc nhà thế giới. Là đi đem cái dãy Hy Bảo Sơn thế nào thì Đức Phật là đàm sanh đây. Thì phía này phía Bắc, phía này là phía Nam, thành phố khu vực này Bombay thuộc phía Nam Ấn Độ, cũng giống như là thành phố Bombay là thành phố lớn nhất của đất nước Ấn Độ, giống như Việt Nam thủ đô của Hà Nội thì đã nằm ở phía phía Bắc. Mà thành phố lớn nhất của ấy thì nó là gọi là Sài Gòn nằm trong này. Các cái tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang là hai là các tỉnh phía dưới đây. Thì ở đây là Bắc Việt Nam, phía Bắc miền Nam, Sài Gòn là miền Nam, nhưng mà Sài Gòn là thành phố lớn nhất của đất nước Việt Nam và thủ đô là phía Bắc đất nước Ấn Độ, nó cũng giống như vậy. Thì phía đây phía Nam và
Về phía khu vực này là cực này là phía này là Bắc Ấn Độ. Đấy. Còn đây là phía này là phía khu vực từ cái hướng này là hướng Nam Ấn Độ. Đó. Còn khu vực này thì cái khu vực này gọi là khu vực Đông. Thì Phật giáo cái truyền về gọi là Phật giáo Bắc truyền, thì truyền về hướng này, khu vực này Bắc truyền. Còn Phật giáo Nam truyền là truyền về hướng Nam, từ cái khu vực đó truyền về cái phía của Ấn Độ này là Việt Nam, là Phật giáo Nam truyền. Thì trong Phật giáo Nam truyền thì từ đó xuống với cái bên kia Trung Quốc, đại lục của Trung Quốc nó men mong nó bao hàm qua rất là nhiều quốc gia, bao hàm hết sức đúng bên đây. Thì khu vực bên đây nó từ Bangladesh thì là những cái khu vực này, thì giờ nó xuống chẳng hạn như khu vực là Việt Nam thì nó gắt với Trung Quốc, từ Quảng Châu Quảng Tây của Trung Quốc là một khu vực này xuống đây, rồi Thái Lan này, rồi Lào này, Campuchia nghe là xuống cái khu vực này, mà nó đi thêm một cái dãy Việt Nam này, Thái Lan này, Lào này, Campuchia đúng không? Thì nó thuộc cái khu vực đó, từ đó truyền về từ cái hướng Nam Ấn Độ bắt đầu truyền qua các nước Myanmar, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi thì khu vực đó thuộc Phật giáo Nam truyền, thuộc Phật giáo Bắc truyền thì truyền thì từ cái khu vực này thì cái chỗ này gọi là tiểu bang là Bihar, Bồ Đề Đạo Tràng bên này. Thì mình học được cái lịch sử Ấn Độ mình nắm nó như thế thì nó có cái sự nhớ rất là tốt. Và mình học cái lịch sử như vậy thì khu vực ngày xưa Đức Phật đản sanh ở những khu vực Đức Phật đản sanh và hành đạo thì chủ yếu những khu vực thế này thôi. Còn các Đức Phổ Mênh Mông thì hồi xưa chưa có phổ biến ở những cái nơi này. Chẳng hạn như Nepal này là cái nơi Đức Phật Lâm Thị Ni, về khi Đức Phật xuất gia này đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng Bất Cư Gia tu tập thì khu vực cổ Đức Phật hành đạo như chẳng hạn là Nalanda, Linh Thú Sơn thì nó thực thụ những cái khu vực trong những khu vực này Bất Cư Gia này. Rồi ngài đi đến chẳng hạn như Kusambi. Kusambi là cái nơi Đức Phật giảng bài pháp luật hòa mà chúng ta học đó. Rồi những cái khu vực này chẳng hạn là Vasali là Tỳ Sa Li như thế nào, Tỳ Sa Li là nơi thành lập Ni Đà như thế nào, nơi quê hương của ngài Duy Ma Phật như thế nào, mà nơi đó thì, của những đó là thành lập trong việc kết hợp kinh điển bằng thứ nhất như thế nào. Rồi khu vực Bodh Gaya này, Patna, Patna là ngày xưa chỗ thủ phủ quê hương của ai được vương, được vương xá thành thì nó phong nó là nằm ở khu vực này. Bodh Gaya mà đó mà ra cách xa cũng mấy chục cây số, nhìn lên bản đồ các nơi sinh thì phải tập học, nhìn lên cái bản đồ thì mình thấy cái dấu chân của Đức Phật đi, là theo dấu chân Phật để nắm được lịch sử của Đức Phật cụ thể hơn. Đức Phật đản sanh ngày xưa thuộc các nước Ấn Độ cổ ngày xưa, nhưng bây giờ là thuộc quốc gia Nepal. Đấy. Mình qua khu vực này là những khu vực mình đi ngày đi, ngày đi khi mà ngày đi xuất gia được vượt dòng sông Adama đến cái nước Makinda, thì khu vực Bodh Gaya vừa để lộ tràng Makinda. Rồi sau đó ngày đến cái xứ Ba La Nại, Ba La Nại có cái dòng sông Hằng Vasa, Varanasi, Varanasi là cái dòng sông Hằng Varanasi. Còn Savatthi, Savatthi là xá vệ quốc. Các cái từ này các anh xin chịu khó mình có thời gian mình ở nhà mình học mình ghi. Mình ghi lên cái cách mình học đã làm sao mình phải ghi nhớ. Nên mình học bằng tất cả, mình học bằng cái biểu đồ thì mình nhớ rất là tốt. Chứ còn không mình ôm cái giáo lý mình học thì sau này nó sẽ mau quên lắm. Mình học làm sao mình biết ở đây nơi Đức Phật đản sanh là Lâm Tỳ Ni, phải không? Là thuộc nước gì? Là thuộc nước Cai Tỳ La Vận Đề. Còn ai giỏi đến nước Kapila Bát Thu. Tới khi ngài mới chẳng hạn những cuộc đời của ngài vừa chủ yếu như ngài, nhưng mà là ngài đi xuất gia là tới cái thành nước gì, ngài đi tầm xuất ra nước gì, nước Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là Ma Gara, Ma Kiệt Đà. Ngài đi tầm xuất học đạo, nước Ma Kiệt Đà là thành vương sáng, vương sáng thành Ma Kiệt Đà, phải không? Thì đã tu tập thì nó nói đây, sau mình 5 năm có những cái thành vương sáng thì ngài có những sự kiện gì, gặp gì, các tăng sinh học cái lịch sử mình nắm nó giống như là cái bản đồ mình học thì mình nhớ rất là tốt. Chịu khó mỗi một cái thì mình thống kê lại, làm gì mình thống kê mình học thì mình có cái cách nhớ rất là tốt. Chứ còn mình cứ ôm cái lịch sử mình học 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 thuộc lòng mình mau quên lắm. Ví dụ như mà học lịch sử của Đức Phật mình nắm này, ngài đản sanh ở đâu thì mình nói này, mình
ghi đầu tiên. Thứ nhất, có người nhiều người ghi, một là mình ghi theo cái cây thư cùng như thế, còn không là mình ghi theo số một. Một là Đức Phật sinh ra và lớn lên ở tại nơi là thành thì nước Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, dưới sự trị vì của Vương Bimbisara Hoàng hậu Vi Tỳ Hi rồi Di Mẫu Mahabharata Ba Đề. Thì cái thứ nhất là mình nhớ quốc gia này, là ít nhất mình nhớ những quốc gia gia chẳng hạn, những quốc gia nơi đây là Đức Phật Vương Thành Ca Tỳ La Bát Thường, là dịch ra là Vương Thành Ca Tỳ La Vệ. Thì ở nơi đây có những sự kiện gì, vua như thế nào, hoàng hậu như thế nào, rồi thậm chí mình ngồi đây mình thấy cái nước này có cũng chứ không giả Ananda rồi cũng sinh ra nơi nước này, những đề vật đạt ta này, thậm chí nhiều cái tôn giả cũng sinh ra ở tại nơi đây, nơi đây chỉ mỏ ba ha ba sả như thế nào. Rồi cái sự kiện thứ hai, cái sự kiện là được đáng sang này là muốn đóng lịch sử của Đức Phật như thế, thì còn mình có cách nhớ và mỗi một người sẽ trình bày một cách nó khác nhau. Cái thứ hai, sự kiện thứ hai là khi mà Đức Phật xuất gia và đến ngày đi tu, nó là tổng sư học đạo, thì Vương Thành Ca Tỳ La Bát Thường Ca Tỳ La Vệ rồi, để nơi đó có những lâm tiền đi như thế nào, nơi đó có hoàng hậu vua họ, có những sự kiện gì mình nhớ, tùy theo cách nhớ của mọi người, và nhớ là cách thứ nhất là đạo sanh. Thứ hai thì ngày đi xuất gia, sự kiện ngày đi xuất gia thì mình nhớ lúc nào, ngày xưa là lúc đó là Rajya vương giá, Rajya gọi là vương giá, gọi là vương xã thành. Thì ở nơi đây cái sự kiện này nó là diễn sự kiện của thứ nhất là vua Bimbisara với tổng là ta làm sao này, còn ông Vi Đề Hi ra làm sao đấy, thì ngày qua 5 năm và 5 năm tổng sư học đạo ra làm sao, 6 năm của hành trình dài ra làm sao, rồi tối của đề đầu tràng tu tập chứng đắc của đường tràng nó như thế nào, và nơi đây có những cái sự kiện gì ở nơi đây. Thì mình học cái cách này là một trong những, nó là một cái sử học, rồi thậm chí viết nó dài dòng thì tranh văn văn sử, nhưng mà mình thống kê nó là cái chương mục để diễn, nhớ là một người mình toán học để thống kê học nhớ rất là tốt những sự kiện ở đây. Chẳng hạn như các em sinh sau mình học để ý, có năm anh em có ngày Mahakajit Mahakasava khác, và ba anh em đạo thần lửa khác, còn nơi đây cái ngày vua Bimbisara, rồi có một cái vị vua rất là nổi tiếng trong nhà Phật là con của vua Bimbisara là ai? Đó là vua Asathe. Những người này mỗi đầu một vua bảo chúa như thế nào, kết hợp với liên kết với đề bà đạt đa mà giết Phật như thế nào, nhưng mà sau khi ông ta quy y sám hối trở thành một cái người Phật tử thuần thành ủng hộ trong việc kiến tập kinh điển là thứ nhất như thế nào, có hoạt động gì như thế nào, cái kỳ sự vụ như thế nào, và cái thành ra riêng cái thành vương xá thành này, nó có những cái núi lưng thú sơn như thế nào, những cái sự kiện ở nơi đây rất là nhiều. Rồi sau này mình học mở rộng, nơi đây là quê hương của ngài Xá Lợi Phất, của ngài Mục Kiền Liên, tất cả mình đã mình học mình khá quá. Rồi tới cái sự kiện ở nơi đây thì cái nơi này cũng quan trọng nhất, ngày xưa là cái nơi vương xá thành diễn ra rất là nhiều cái sự kiện. Thì sau này mới được vương cũng có tại nơi cái thành vương xá khu vực Bắc Nam. Nhưng mình học nên lịch sử Ấn Độ, mình cố gắng nếu mà được thì các cháu chịu khó in lên bản đồ thì mình sẽ thấy được khá quát như thế. Rồi tới cái sự kiện Đức Phật thành Bồ Đề Bồ Tát, thì cái nơi này là rất là nhiều cái trung tâm sự kiện ở nơi đây. Thì tóm lại sự kiện thứ ba là thường thường là sự kiện thứ ba, chứ còn nếu không là ở nơi đây chẳng hạn sự kiện chứng đắc của Đức Phật thành Bồ Đề ở nơi đây, đi xuất gia này, đảm sanh này, xuất gia này, thành đạo này, chuyển pháp luôn, thì các em sẽ phải nhớ cái tăng ví dụ như mình nhớ những cái điều này lịch sử hoặc là chịu khó ghi ra một cái tờ giấy để mình học. Mỗi người có cái cách học riêng, mỗi người có cái cách nhớ riêng, nhưng mà làm sao nó cô đọng nhất. Và trên này nơi đây Đức Phật khi mà Đức Phật chuyển thức pháp luân thì nó nơi đây khu vực là Varanasi. Thì ở đây gọi là thông thường cái nước này là nước ba này, mỗi một quốc gia riêng hết, các tăng sinh thấy quốc gia riêng hết. Quốc gia này là vua làm trị vì, đảng sanh được vua, vua tịnh phạm thế nào, rồi xuất gia lúc bây giờ là vua tổng bà ta la thế nào, sau khi vua tổng bà ta la tăng hà ra làm sao, câu chuyện oan gia trái chủ giữa vua tổng bà sa la và hậu vi đề hi và người con của mình như thế nào. Thậm chí cái đó là cũng câu chuyện oan gia trái chủ trong nhà Phật, Đức Phật với đề bà đạt đa như thế nào, anh em nhà chú bác
phải giết nhau, phải hại nhau trên này, phải tạo ly đòn tăng đòn thế này. Đó là những cái sự kiện lịch sử rất là nhiều. Thế nơi Đức Phật, nước Ba La Nại, tôi chọn sông Hằng Bộ Kinh trong đường nay đã chuyển thông tin như thế nào. Đấy. Thì cái nơi đó tác bảo được hình thành như thế nào, mình nắm được cái sự, mình viết một cái sơ đồ đó. Người là viết chi tiết thì có thể thêm, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuộc đời Đức Phật diễn ra trong vòng 10 cái sự kiện để mình nhớ, tùy theo. Người nào mấy thì diễn ra mình 5 số mình nhớ. Còn có nhiều người họ chỉ cần ghi 4 cái thôi, gọi là tứ vô lượng tâm. Nhưng mà trong cái đó thì mình chia ra những cái sự kiện như thế nào, rồi nơi Đức Phật trải qua những cái phần như thế nào, nơi đến ngôi chùa thành lập đầu tiên trên thế giới là ngôi chùa nào, các anh xem biết không? Chùa nào? Chùa nào được xem là cái chùa đầu tiên trong lịch sử nhà Phật? À, đấy là cái tinh xá gì? Gọi là tinh xá Trúc Lâm, của phường Trúc, của vua nào cũng, vua Bimbisara, tức của tổng bà Ta La Hiên cũng. Sau đó có sự kiện cái tinh xá mà lớn nhất mà tụng kinh hàng ngày đó, tụng kinh là như kiện ngao văn trời Phật này. Đó. Thì thở cấp cô động viên, tinh xá cấp cô động viên, tinh xá kỳ họp ra làm sao? Thì có một sự kiện mà sự nhớ, nơi Đức Phật chuyển luôn. Và có đọc thường hoàng viên Phật Pháp, thậm chí là các ni sinh chúng ta cố gắng nơi thành lập ni đòn. Ni đòn mình là cô ni, mình phải nhớ nơi thành lập ni đòn. Mà địa điểm đó tức là gì? Nơi đó là người là gì? Vasali, tức là tỷ xá ni thế nào? Nơi đó tăng ni đòn được hình thành đầu tiên. Di mỏ ba ha ba sả ba lệ thế nào của đến 500 người ni, 500 người phụ nữ trong dòng tộc Tất Thích Ca đã đi từ nước Nepal, đi từ nước Nepal và đi đến Vasali, Vasali, Vasali là tỷ xá ni. Saravati là xá về gốc, Varanasi là dòng sông Hằng ở bên đó. Thì những cái địa danh đó là quan trọng trong học cái lịch sử, thì chúng ta cứ cố gắng mà chúng ta nhớ được bao nhiêu mình nhớ thì mình tiếp là, thì cái cách đó là cách học mình dễ nhớ nhé. Rồi cuối cùng là Đức Phật đưa đến tại nơi Kushinaga, công thành Kushina là một thành rất là nhỏ bé để mà nhập Niết Bàn thế này. Nó là cái rừng Ta La Sơn Thọ, ở nơi đó Bồ Tát Bà La như thế này. Thì đó mình khái quát là lịch sử của Đức Phật, rồi mình nhìn lên bản đồ của Đức Phật, bản đồ của Ấn Độ, thì mình sẽ nhìn được cái điều đó. Thế thì cái Phật giáo Đông Tây thì khu vực này là khu vực Đông, cái khu vực này là Tây, cái Tây của nó là Ấn Độ. Khu vực này có những khu vực nó gặp một tinh tạng, cái khu vực Dharamsala hiện tại tức là Dharama rồi này đó ra này, Dharamsala. Cái khu vực này là Himacho, thuộc những cái vùng đồi núi. Nhìn lên bản đồ của đất nước Ấn Độ, khi mình học thì là các tân sinh có thời gian, nếu mình biết gì nó ăn cứ nghĩ học miết rồi cứ than thở biết gì học đó, rồi thế giới nó mở rộng rồi. Thì cái tâm mình ở trong phòng của mình, cái tâm mình, cái thóc mình ở trong phòng của mình, cái tâm mình nó thường mở rộng ra các nơi khác. Cũng các học lịch sử của Việt Nam mình nhìn, nghe Việt Nam mình nói 4.000 năm, nhưng mà khoảng chừng 2.000 năm từ cái thời bà Trưng bà Triệu như thế nào, quốc gia Việt Nam mình nó chỉ là cái khu vực giao chỉ giao trong cái tiết địa ngoài này thôi, từ khu vực mà Thanh Hóa rồi mình trở ra, mình biết mình khái quát lịch sử của Việt Nam mình, thì mình nắm được, người mình nắm được lịch sử là mình học cả mọi thứ nó rất là tốt. Thì mình nhớ tới sự kiện của Đức Phật như thế này, và thậm chí cái lịch sử của Việt Nam thì trong cái năm thứ hai thì các anh sẽ bắt đầu tiếp cận với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà người con Phật thì bây giờ mình cũng là lớn rồi, đó là có nhiều người học đại học rồi, có người học xong 12 thì cũng đã học lịch sử ít nhiều, lịch sử Việt Nam cũng biết một chút. Và Trưng Bà Triệu các vị tướng và Lý Thường Kiệt, Trọng Hưng Tạo là như thế nào, thì mỗi vị tướng chúng ta mình biết. Thế mình học lịch sử Nam từ ngày xưa giao chỉ giao cho mình có chút xíu mà ngoài đây thôi. Mà tới cái sự kiện quan trọng trong nhà Phật của mình là tới con thực chỉ thứ 10, 12, thứ 13 năm 1223-24 năm, lúc bây giờ nó sự kiện là vua là Phật họ Trần Nhân Tông thế này. Và Trần Nhân Tông là cái tên gọi của ngài, mà ông tu tập chứng đắc bỏ ngôi vua năm 41 tuổi, đã nhường ngôi cho con Trần Thanh Tông,
để mà lên cái ngày xưa lên ngọn núi đó mà yên tưởng. Chúng ta bây giờ nhiều người sức khỏe các anh em sinh giờ yếu và đi từ trên chân núi đường đi rất là tốt, người ta có tâm cấp đi lên, nhiều khi các anh em sinh đi không nổi luôn. Giờ mà đi ra yên tưởng nhiều người mà sức khỏe không tốt thì đi không nổi luôn. Và có nhiều người sức khỏe tốt đi từ dưới trong yên tưởng phải đi từ sáng cái chiều thoát có lên tới đó. Có nhiều người mà bây giờ nó cấp treo đi nữa, nhiều người sức khỏe yếu thì không nổi. Thì đừng nên nói là ngày xưa mình biết cách đây là 13 thế kỷ về trước, thời gian 7 thế kỷ về trước, tức là khoảng thế kỷ thứ 13 là năm 1220 mấy, tức là thuộc thế kỷ thứ 13. Thì ngày lúc đó là ngày thế kỷ từ thời đó mà chúng ta thấy không, trong cái họ theo sự của các ngài ngôi vàng đã như ngôi năm 41 tuổi rồi để nhường ngôi cho con lên trên núi đó tu và khi chứng đắc giác ngộ cho nên gọi là hoàng. Hoàng là gì? Hoàng là vua. Ở thế gian này trong cái lĩnh vực thế gian là ngày xưa là vua, còn quyền lực cao hơn cả tổng thống, cả bí thư, cả chủ tịch, thủ tướng. Ngày nay nói danh từ là phải tứ đại triều đình mới cộng lại mới quyết được vấn đề. Ngày xưa là vua quyết hết. Dù có bốn vị mà lớn nhất ở trong cái như đất nước Việt Nam hay vài nước thì trên là tổng bí thư này, thủ tướng này, chủ tịch nhà nước này, vậy như đó, chủ tịch quốc hội, bốn chức danh đó là lớn nhất để mà điều hành quốc gia. Thế nhưng mà ngày xưa vua là nằm trong quyền lực nằm trong tay của vua là trên, cho nên ở thế gian là quyền lực của vua là cao nhất, còn về lĩnh vực là tu tập xuất gia ăn lại giải thoát thì quả vị là cao nhất, quả vị phật. Cho nên mức độ là dùng hai cái danh từ cao quý nhất trong lĩnh vực của tôn giáo và lĩnh vực của thế gian, đó là Phật và vua, là Phật hoàng. Còn trong nhân tông tức là cái tên của ngài. Nên lịch sử của mình ngày xưa một chút xíu này, nói đến thời Phật hoàng Trần Nhân Tông thì ngài mới gả con gái út của mình là Hiền Trân công chúa cho vua Chí Mông, chiếc của những cái khu vực ngày xưa là Chinh Thành, Champa khu vực đó. Thì từ Quảng Nam, Quảng Trị, từ Thiên Huế rồi vua bắt đầu rồi Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, vua thẳng lên những khu vực ngày xưa cái tháp Tràm, Chinh Thành. Thì Việt Nam mình tới thế kỷ 13 mới mở rộng vua một chút. Rồi tới cái thời về sau thì xuất hiện triều đình vua Lê Chúa Trịnh. Cái này là các anh xin cố gắng mình học lịch sử cũng cần nhớ được một chút, rất là hay. Dân ta phải thuộc sử ta, ta. Mà mình nắm được thì cái kiến thức mình nó mới nhiều và mình học được như vậy thì sau này nó đấy nó có nền tảng mình mới mở rộng ra Phật học. Cho nên quốc gia ngày xưa là gần như là 2000 năm giữ nước, nó rõ ràng đi tới đó là Phật tới đó, nên Phật giáo ăn sâu vào trong lòng dân tộc như thế này. Phật lịch sử Phật Việt Nam đã chìm vô trong cái quốc gia Việt Nam thế này. Tới cái thời vua Lý, cái trời gọi là hai triều đại hy hòm nhất cái triều đại nhà Lý và Trọng như thế này. Lý Công Uẩn là Lý Thế Tổ là một cái người gì, là một chú tiểu xuất gia trong chùa đó, con nuôi của thiền sư Khánh Vân, được sự giáo dục của thiền sư Vạn Đạo. Và giờ là Việt Nam mình ghi nhớ công ơn đó, cho nên là đường xá đều đặt tên đường Vạn Hạnh là thiền sư Vạn Hạnh này. Đấy, đặt tên là Lý Công Uẩn, Lý Thế Tổ, những tên đường được nước đặt được Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngài rất là siêu việt, ba lần đánh quân Mông thắng lợi thế này, giữ nước, mở mang biên cương và mở quốc gia. Đó là to là Phật không. Triều đại nhà Lý là từ vua Lý Thái Tổ là từ trong chùa ra, cho nên là Phật đã ăn sâu vào trong lòng. Còn trước đó thì gần như là các cái chùa cổ ngày xưa thì có mấy nghìn năm đó. Sau này thầy chỉ giới thiệu như vậy để cho các tăng sinh thấy một cái siêu xuất lịch sử Việt Nam của mình. Và ngày nay nhà nước mình đã trở về và biết rất là, mặc dù người ta không có nói ra trong vấn đề để mà gọi là sợ phân biệt tôn giáo, phân biệt quốc gia, phân biệt chính trị, nhưng mà cái điều đó là cũng đã thể hiện trong lịch sử của Việt Nam rồi. Thế tối hết cái trời triều đại đó thì tới cái vua Lê Chúa Trịnh tranh giành ngôi vua, Trịnh Kỷ như thế nào, vua Lê như thế nào, rồi mới xuất hiện những cái vị tướng như là Nguyễn Kim, Nguyễn Uông, rồi cái vị siêu xuất đó là cái vị ngài Nguyễn gì, Nguyễn Hoàng.
Ngài bắt đầu mới đi vào thành lập cái đất đó, mở rộng ra một triều đại, một cái triều đại là Trịnh Nguyện Phong Trần, lấy cái vị trí chồng sông Lăng đó là biên giới. Ngài đi vô trong này là toàn vua, các vị đó tôn tập siêu việt. Lịch sử kể rằng có từ năm 1601, khi đó một buổi chiều họ hôn nọ, lúc bây giờ tướng Nguyễn Hoàng mới tránh sự truy sát của vua Chúa Trịnh, mới xin vào trong này thành lập cái khu vực mà bước đó cái mặt đất miền Trung có một cái ngọn núi rất là đẹp gọi là núi Ngựa. Núi Ngựa là núi gì? Ngựa là gì? Là vua à, ngọn núi rất là lớn, rất là đẹp ở trung tâm thành phố Huế ngày xưa thì gọi là núi đó, gọi là núi vua, là núi Ngựa. Và cái dòng sông nó rất là tươi mát, nó chảy xuyên suốt giữa cái đó, mà dòng sông nó trong xanh mà nó tốt tới mức là nó tỏ ra cái mùi thơm, hương là gì? Hương là thơm, hương hoa, hương cắm ba nén hương, cắm ba cây nhang, hương là tượng trưng cho những cái gì thơm tho tốt đẹp. Và cái dòng sông dòng xuống nó rất là tốt đẹp, nó chảy qua trong và nó chảy nó tỏ mùi thơm. Người ta có nói thêm sự gì rất nhiều dòng sông, chẳng hạn như một khi mà Cấp Cung Lộc đi tìm ông ta là người rất là giàu có, đất đai là gò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi, bằng ông ta giàu có tới mức độ là các tăng sinh đọc lịch sử của Cấp Cung Lộc chúng ta biết. Nhưng mà đất đai rất nhiều, sở dĩ của ông ta không có ưng, ông phải tìm một cái mặt đất thật là tốt để xây dựng tinh sản thật là huy hoàng, đỡ lại muôn đời về sau. Và cái nơi đó phải đạt những tiêu chí tiêu chuẩn như thế này. Ông được tìm biết rồi, ông ta phát hiện những cái mảnh đất của các thái tử Kỳ Đà vốn là một cái vườn thường nguyện mà vua đã cho thái tử để cho tất cả những cái buổi hội họp và du mọi cho ở trong nơi đó có những dòng suối rất là thơm, những cái cây cổ thụ rất là to, thậm chí người ta lịch sử trong đó có những loại trầm hương, có những loại quế, có những loại cây quý mà cái mùi thơm nó tỏ ra nó xua đuổi được các loại côn trùng mùi mọc. Hay như vậy, cho nên là quý giá ở đâu đó. Nên khi mà đặt tinh xá thì sở dĩ cũng lấy cái tên Thái Tử Kỳ Đà đặt một kỳ thọ được cấp của đồng viên. Cái dòng sông hương của dạng ngày xưa ta mô tả các cái nhà. Cho nên một buổi chiều họ không đợi, lúc bây giờ tướng Kim Hoàng bắt đầu có đứng cơ ngơi lập nghiệp ở nơi đó. Trong cái lịch sử ta kể, tự nhiên ở trên trời bay xuống một cái bài già đứng trên cái ngọn núi vua núi Ngựa đó, và chỉ vào trong cái tướng Nguyễn Hoàng này bảo rằng cái đất này là đất địa linh nhân kiệt, nhưng mà nó rừng thiên nước động, rất là sương lam chính khí từ cái chuyện ông mà muốn thành lập được đế nghiệp trăm năm nghìn năm ở nơi đây thì ông phải xây dựng một ngôi bảo sát, là ngôi chùa, ngôi phù đồ, dù xây chính và phù đồ không bằng là phúc hiếu cho một người. Thì muốn mà trấn thủ cái nơi đây phải xây dựng một cái ngôi phù đồ bảo tháp, ngôi chùa, thì mỗi chỗ thành thế ông mới lập được đế nghiệp trăm năm. Nói xong thì biến mất. Cho nên ông tướng Nguyễn Hoàng ông mới bắt đầu nghe lời cho binh lính xây dựng đắp đất đắp đồ mà làm, đặt bắt đầu xây chùa đây gọi là chùa đầu tiên được khởi công và được xây dựng vào năm 1601, cách đây là khoảng chừng 419 năm. Thì cái chùa được xem là cái chùa đầu tiên của cái tác phẩm của sư Huế. Đặt xây xong là ông không biết đặt tên gì, cho nên có đặt tên gì? Thiên Mụ. Thiên là gì? Thiên là trời. Mụ là gì? Mụ là bà già. Mụ là bà già à. Thì cái nơi đó gọi là Thiên Mụ, tức là cái bà già trong trời. Còn có khi đặt tên là gì? Còn gọi tên chùa đó là gì? Linh Mụ. Linh Mụ tức là cái bà già, có sức là linh thiên, được xem là người Việt. Thì từ cái thời mà vua Nguyễn Hoàng, tướng Nguyễn Hoàng và sau lòng ta nên là vua Xuân Vương mở ra các cái đời của chúa Nguyễn Thánh Đoàn à, thì các đời chúa Nguyễn về sau còn là vua Sải, Phật Sải, chúa Phú Sải, có những người thông tín Phật giáo thành Phật pháp à, để mà xây dựng chùa chiền là quốc gia, cũng là một cái thời đó là thịnh thị hết sức là của Phật giáo của mình. Các cái đời chú Nguyễn mở ra
thì các tầng của những cái mỏ đất thái vào cả khu vực Bình Định, phong ra phong rít nó hết trong này. Thì có cái thời đầu khi mà đó với vô đầu với thời lớp Bình Định Tây Sơn ba anh em dạy cho chân thế này. Tối cái thời mà giao long về sông thế này, rồi tối những cái thời mà mở rộng đất quốc gia thành lập thế này, theo cái chiều dài lịch sử của Phật giáo được đi còn cái dòng dân tộc như thế này, thì đó là những cái cách mình học mà mình có cái sự đam mê luôn, mình nhìn vô mình thấy nó hấp dẫn. Thế nếu mà mình học sơ sơ mình học chuyện nghiên cứu một chút thì mình thấy nó hồi học lắm, nó có gì đó học chẳng, nhưng mà mình chịu khó mình nghiên cứu luôn. Các cái đời này chú kiến như thế này, các em sẽ có thời gian mình ở phòng trong cái lúc mình COVID, COVID cứ veo rồi mình chịu khó đọc nghiên cứu thì mình làm sao mình biết được một chút về lịch sử của Việt Nam, nắm một chút ha. Và khi mình học gương con Phật mình nắm được lịch sử của đất nước Ấn Độ, lịch sử của đất Phật năm mấy trước công nguyên như thế nào, rồi ngày nó có như thế nào, và những khu vực của ngài Hoàng Dương như thế nào, đám sát ở vườn Long Tỳ Ni nước Tây Ban thế nào, đi qua thành vương xã Ma Kiệt Đà để mà tu tập năm tâm tập sư đồ đạo 6 năm hoàn rồi dừng già thế nào, nơi này nó được đứng linh thiêng như thế nào. Mà tối mỗi một buổi tối thì các tăng nhân sinh đánh lễ gì, cái lễ thứ ba là gì, chí tâm đánh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới à. Mà mình đọc ví dụ đánh lễ thứ nhất là Tôn Hư Không Thiên Pháp Giới, đánh lễ thứ hai là Ba Bà Giáo Chủ Điều Kỳ à. Là một tấm gì đại trí văn thù sư đại hạnh cổ hiền bồ tát, nói đọc gì linh sơn hồi thượng phật bồ tát. Linh sơn là gì? Linh sơn là ngọn núi linh, linh thường là con trí tâm đảnh lễ chư phật chư đại bồ tát trên cái đỉnh núi linh thường thiên nhiên. Đó là một trong những ngọn núi mà đức phật đã thêm những bộ kinh như là kinh Bát Nhã này, kinh Đại Thừa Pháp, Diệu Pháp Liên Hoa này, kinh Hoa Nghiêm này, rất là nhiều kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ à, mà để mà giảng cho vua Tập Bà Ta La bị giam trong một thất thế nào, họ bảo biết được hy sinh làm sao, nơi đó về sau là thái tử A Xà Thế là tiếp tục như thế này. Rất nhiều cái sự kiện của họ thì cái nơi đó thì nắm được cái nơi đó linh thú sơn nơi này như thế nào, nơi đó có cái đạo thể lửa của ba em ca dịch mà Đức Thế Tôn đã đổi như thế nào. Tôn giả Maha Ca Diếp thì khác, ngài Xá Lợi Phất Maha Ca Diếp Maha Ca Kim Diên Maha Ca Huy La Li Bà Đa Cho Người Đồng Bà Đà, thì thập đại đệ tử đã làm sao thì các tăng sinh phải chịu khó hết rồi. Cái thời gian mà rất là nhiều, mà nhiều khi mình không biết những cái đó nó trôi qua rất là ít, mình phải đọc được lịch sử của ngài Sariputta Xá Lợi Phất tên là Mogalana như thế nào, một kiền liên Maha Kassava Maha Ca Diếp như thế nào, mình đọc rồi các lịch sử các vị thám tăng. Còn có gì nếu nữa thì các bạn xin chịu khó đọc cái bài Con Gái Của Đức Phật của cái chức Trừ Tâm Anh. Em mình đọc những sách hay lắm. Một cuộc đời, một vòng nhập nguyện, lịch sử của Đức Phật như thế nào, của Minh Sư Đức Trừ Tâm Anh à, một cuộc đời, một ngôi sao, con trai của Đức Phật, con gái của Đức Phật, mình đọc các cái vị rồi thấm đi. Rất là hay. Có thời gian rồi mình đọc qua các vị đại đệ tử, rồi các vị mà thiết chủ đó từ cấp cô độc như thế nào, nữ là có cái bà tại vì dân cung bên nữ là cái người mà hộ pháp nói tiếng nhất, bên nữ là ai, rồi bên nam là ai đấy, thì mình nắm được cái sự của ngài rất là hay. Mà khi mà các anh em sự chịu khó đọc những cuốn đó thì cái tâm mình sẽ theo cái dòng tâm thức của chư Phật chư Thánh, mình trưởng dưỡng đạo tâm, trưởng dưỡng phúc đức và trưởng dưỡng trí tuệ rất là nhiều. Còn không là mình sẽ đợi thời gian rất là mai một mình đi. Đó, hôm nay thì giới thiệu một chút như vậy là các tăng sinh chúng ta làm sao mà chúng ta khái quát được mọi việc. Thì từ đó chúng ta biết, thì khi đó thì tự đến cái thu vực mà bát na cái sứ đông bắc của cổ đến Phật Hoàng Dương hết cái sứ này mênh mông ở nơi đó. Thì khi đó bắt đầu là tới cái thời đó là vua A Dục Vương đã cho người con trai của mình là Tỳ Kheo Mahinda đi xuất gia, đem Phật pháp từ đất nước Ấn Độ đến quốc đảo Sri Lanka, thành dân Phật pháp như thế nào, ra bên ngoài đất nước Ấn Độ. Đấy. Rồi cho người con gái của mình là công chúa Sakyamita cũng đi xuất gia, cũng đem Phật pháp để mà cái truyền tới quốc đảo Tích Lan, truyền về phía nam Ấn Độ, gọi là Phật giáo Nam truyền, gọi là Phật giáo Saravada,
và là một giáo nghiêm thị. Đấy. Thì từ đất nước Tích Lan, rồi sau này bắt đầu từ nơi đó bắt đầu cũng có chuyển từ đất nước là chuyển vào phía Nam. Phía Nam thì cái khu vực này là bắt đầu khu vực này là nó gần bên phía Trung Quốc bên này thì nó có những cái đất Lào, Campuchia rồi sinh ở nơi đây và chuyển về phía Nam gọi là Phật giáo Nam thì. Các anh em xin hôm trước chúng ta học lịch sử của Đức Phật, lịch sử là Tam Bảo, thì mình đọc nhiều tài liệu mà chắc là các anh em xin ít để ý. Đức Phật khi mà thành đạo Bồ Đề rồi, Đức Phật đã dành mấy tuần thất để mà ngồi ở tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Mấy cái sự kiện, tuần thứ nhất là Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề để mà thể nghiệm sự an lạc giải thoát của nhóm lý giác ngộ giải thoát. Tuần thứ hai thì Ngài mới ngồi ở phía đông nhìn được các Bồ Đề, cảm nhận các Bồ Đề trong suốt cái thời gian đã che mưa, che nắng và tu tập lại thế nào. Đấy. Và tuần thứ ba là Ngài đã thuyết giảng và kinh Hóa Nghiêm trong thiền định như thế nào. À, và tuần thứ tư thì Ngài bắt đầu ngày tuần thứ ba là Ngài đi dọc theo cái đường kinh hành như thế nào trong cùng một tuần, mà ngày nay Bồ Đề Tràng còn lưu gió bảy tuần thôi. Và sau này các ngài sinh có dịp mình lớn mình có điều kiện để đi học đi Nam đi Bắc gì đó, hay là mình có dịp mình đi hành hương mình đến cái Bồ Đề Tràng thì mình sẽ thấy bảy cái tuần thất có ngày ngày các nhà có của họ, người ta cũng ghi cụ thể đường kinh hành trong cái tuần thứ ba, Hoa Nghiêm trong tuần thứ tư, rồi thuyết giảng và gặp hai vị Bà La Môn trong tuần thứ năm, nói những cái sự kiện có người cao thượng hay không, nói những cái hạnh phẩm của mình chứ không phải ở nơi cái vấn đề mà gian học dòng máu. Rồi cuối cùng có một cái tuần là tuần thứ sáu và tuần thứ bảy. Thứ sáu là tại cái hồ rắn thần như thế nào, Ngài đang ngồi có rắn mua gió âm mầm tới từ rắn thần ở vương đầu che cái đầu của Phật thế nào. Tuần thứ sáu. Tuần thứ bảy là có hai vị thương gia của người Myanmar mà Đức Phật đã cho xóa lợi tóc. Xóa lợi tóc rồi sau này về ở tại cái Kim Trang Quân của cái thờ của Myanmar, bây giờ có cái ngăn chùa mà có cái cổ đá mà cái chùa tên là Khát Chi Giang thì bên nước Miến Điện, và có cái chùa đá vàng to đấy mà nằm treo lên đó, một hiện tượng cả kho học của mọi người nó rất là ngạc nhiên. Mà mấy nghìn năm qua người ta nói là ở trong đó sở dĩ mà có cái thiên liên nơi đó là nhờ cả thờ cái xóa lợi tóc của Đức Phật ở nơi đó. Và từ thời xưa mà các vị thương gia của hai vị thương gia và kinh điển cũng ghi chép rất rõ ràng các tụ tập ở tại Bồ Đề Tràng giờ còn. Và cho nên truyền về hướng đó Phật giáo gọi là Nam truyền, truyền rất là sâu. Phật giáo Bắc truyền, Bắc truyền là khu vực Bắc Ấn Độ này, thì cái khu vực này khu vực là Kashmir là khu vực bây giờ cũng đang tranh chấp rất là nhiều thời xưa. Tới thời này chiến tranh Việt này xuất nhập, nhưng mà khu vực này trên khu vực Việt Nam là chuyên về cái tiếng Bali như thế nào. Chính vì là các nước Nam truyền tụng Bali, và các nước Bắc truyền là chuyên về hướng nghe là thuộc về tiếng của tiếng Sanskrit. Sanskrit rồi sau đó là bắt đầu dịch ra sang tiếng những cái gì, bắt đầu dịch sang một cái ngôn ngữ lớn nhất thế giới, cổ nhất thế giới mà người đông nhất thế giới sử dụng, đó là tiếng gì? Tiếng Hán, Trung Quốc. Nên nhiều người cứ bài xuất Trung Quốc, tiếng Hán, nhưng thực ra Trung Quốc rất là nhiều cái điều hay. Thì cố nhiên có một vài cái điều đã là một con người ai có điều hay điều dở, nhưng mà phải công nhận người Trung Quốc rất là siêu, rất là giỏi. Bây giờ mình đi nhiều nơi ấy, Trung Quốc bây giờ họ đường xa họ bó rồi, họ làm gì đẹp không? Còn nhiều người chỉ nhìn vào cái lõi của Trung Quốc và vài điểm người ta lên án, thế thực ra ai mà đi Trung Quốc mình thấy siêu lắm, cũng phải bình thường. Họ nói một cách là thật rất 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 rất. Thì vấn đề chính trị, vấn đề mình không có đề cập nhiều, nhưng mà trên cái bình diện mình thấy Trung Quốc nhiều điều rất là hay. Và cái ngôn ngữ của họ là một cái ngôn ngữ mà đỡ mà sau này ghi chép kinh tạng kinh điển của nhà Phật gần như ít có cái ngôn ngữ nào so sánh. Ví dụ như ngôn ngữ tiếng Anh được gọi là ngôn ngữ của quốc tế. Nhưng mà xin thưa tóm hợp tất cả những loài người nói tiếng Anh trên thế giới này không bằng cái số lượng người nói Trung Quốc, tiếng Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì tiếng Anh nó thì thông thường ở sử dụng đó, dùng nước Mỹ mà nói tiếng Anh đó, thì có bao nhiêu triệu dân? 330 triệu dân, trên dưới 330 triệu dân, chưa bằng số lẻ của Trung Quốc. Số lẻ của Trung Quốc là hiện nay thống kê tới 2031 là hiện tại thì Trung Quốc đã 1.440.000 người.
Ở nước Mỹ mới có 300 mấy chục triệu người. Ờ, bây giờ bên các nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, người ta đều nói tiếng Pháp, họ nói tiếng Pháp nhưng mà cũng học thêm tiếng Anh. Số lượng người nói rất là ít. Nhưng mà mình còn lại mấy chục nước châu Âu bên nữa thì cũng chưa tới nửa tiếng người. Tại vì sao? Chẳng hạn như nước Pháp thì cũng 450 triệu dân, nước Đức thì cũng 450 triệu dân, nước Đan Mạch thì cũng có mấy chục triệu dân, 20-30 triệu dân thế thôi. Nhưng mà ít. Mình còn hết tất cả những nước đó là tiền số lượng người nói thì trong chuyện Trung Quốc họ là tiếng Hán đó. Mà cái số lượng họ là 1.440.000.000 người, 441 triệu người. Đó là con số thống kê vào năm nay 2022. Cho nên khi mà truyền qua phía Bắc là một ngôn ngữ từ Sanskrit, là Phật giáo Bắc truyền, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển, Phật giáo đi vào dòng đời. Nhưng mà thực sự cái thành là Ingen Buddhism, Phật giáo đi vào cuộc đời. Và từ đó thì truyền qua quốc gia Trung Quốc, rồi có đi tới tất cả Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Cao Ly, vân vân, rất nhiều quốc gia mà hệ thống Phật giáo chuyên về hướng đó. Thì các tăng sinh cố gắng mình chỉ nhớ được cái phần nào mình nhớ, đó là những cái cách mình học để mình thấy cái thế giới học của mình nó sẽ mênh mông bao la và vô tận. Thế còn không, mình ở trong chùa thôi, sáng thì rau luộc, chiều luộc rau, có gì thì kinh rồi, có cốc có ngon chán à, thì mình làm sao mình học, mình bỏ ra cái điều kiện mình học, mình bỏ ra cái thế giới mênh mông vô cùng vô tận. Sẵn đây có thể giới thiệu một chút nữa cho các anh sinh có cái chiều hướng mà mình học, để mình thấy cái kích thích mình học, kiến thức mình sẽ mở rộng ra. Không những là ở Việt Nam mà mình nhìn lên cái trên thế giới của mình, ở trong phòng mình hiểu được rồi, thì các anh sinh có cái bản đồ mình đã ở trong giác. Thêm một giác này giác kia, nhiều người đang lưu sinh, nhiều quý thầy thích tới World Cup thì giác World, cái bản đồ World Cup đã bóng. Tới Euro thì giác Euro, tới SEA Games thì giác SEA Games. Thay vì đó mình dám đưa bản đồ lên, bản đồ Việt Nam, lúc nào mình nhìn mình thấy à, Đức Công Gia Lai ở chỗ nào, Nét Lét ở đâu, Ngôn Tâm ở đâu, Nét Tông ở chỗ nào, nằm trên bàn tay, năm tỉnh Tây Nguyên nó là cái gì, nằm ở đâu nào. Mà mình cái mình có bản đồ trên cái trước mặt mình là mình nắm trên bàn tay. 63 tỉnh thành ra làm sao? Lạng Sơn ở chỗ nào? Cao Bằng ở chỗ nào? Đấy, nắm Thừa Thiên Huế định định thế nào? Thì có cái bản đồ ở trước mặt mình nắm hết. Và thậm chí mình có điểm giỏi cũng có cái bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới trước mặt của mình, mình ở trong phòng mình, thấy mình treo lên này lên kia, mình có cái bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới thì vẽ nó như thế này, cũng giống như sau này, nó tụ lại là thành hình tròn. Và thì mình thấy cái bản đồ thế giới, sau mình tu tập mình mới mường tượng ra tám thiên đại thiên thế giới này xá lợi phất. Ông có biết chắc cách đây 10 muôn cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc thế giới thế nào, từ cái thế giới ta mà từ quả địa cầu như thế nào, mình mường tượng cách đây 10 muôn cõi Phật như thế nào mà mỗi một cái thế giới như thế. Mình nhìn lên đó mình thấy nó cái kiến thức mình nó mở rộng rất là nhiều, và cái sự học của mình, cái thế giới này nó mênh mông, nó không có giới hạn trong một cái căn phòng nhỏ bé hay trong một cái đời sống tương cao mà nó mở rộng mênh mông thế giới. Quốc gia mà lớn nhất trên thế giới là quốc gia gì? Liên bang Nga. Liên bang Nga gọi là Liên Xô. Nó mênh mông dân số. Quốc gia này thì có dân số, nó có dân số khoảng chừng 170 mấy triệu người thôi, nhưng mà diện tích của nó là 17, trên 17 triệu ngàn, 17 triệu km vuông. Quốc gia này dân số đông là có cái diện tích đông nhất thế giới. Quốc gia có dân số có cái diện tích lớn nhất thứ hai là quốc gia là gì? Canada. Đấy,
khi mình nhìn lên thứ hai cái ông này trên bản đồ nó khác với nhau, mình hai người gặp nhau đối diện bản đồ, nhìn bản đồ hai này đối diện với nhau này, quốc gia mà có cái diện tích mà thứ hai thì ông này cũng mười mấy triệu cây số vuông, rồi tới cái quốc gia nó có cái diện tích hình như là thứ ba thế giới ông gì, hình như đó Brazil hay gì đó, à Brazil có cái sông Amazon nó cứ lớn, bây giờ mình nước Brazil đó là quốc gia rất là lớn đó. Một quốc gia thứ tư nữa là quốc gia thành gì, nước gì, nước Mỹ này. Mỹ quốc quốc gia rất là lớn đấy, quốc gia có khu vực dài trải dài từ Alaska này của nó này, Canada này rất là lớn, rồi tới Brazil. Rồi cái quốc gia thứ tư thế giới ông gì đó, Trung Quốc ông đang sắp lên Liên Xô này, Trung Quốc này nè, các cái quốc gia ông ở này này, ông này ông Ấn Độ này, ông sắp lên Trung Quốc này, đã nhìn lên bản đồ thế giới thấy những ông là những ông to nhất, ông và thứ ba là ông gì, ông gì Australia. Đấy. Nhìn những cái quốc gia này có cái diện tích lớn nhất thế giới, rồi sau này mình rảnh thời gian mình coi thử quốc gia nào lớn nhất thế giới, rảnh thời gian các anh em có thể mình đặt trên Google, cái gì biết Google trả lời hết, có hết trên đó thời làm giờ Google, mình đánh là 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới thì sẽ ra 10 quốc gia có dân số đông nhất thế giới, ta sẽ liệt kê ra 10 cái dòng sông lớn nhất thế giới, sẽ liệt kê những dòng sông nào, 10 cái ngọn núi cao nhất thế giới, liệt kê vào những ngọn núi nào. Thì đó là những cách học mà mình làm thử lúc kích thích cái sự học, kích thích cái kiến thức của mình lên. Thì còn không là mình học mà không có biết cách học, mình sẽ ngán bằng, không biết gì nữa là có nhiều người cứ ngoài cái thỏ ra thì bỏ khói thuốc vô tình nhẫn nhau, cái nói chuyện trên trời thì dưới đất không có nghiên cứu được thì không biết. Và mình liên lạc với nó, nên mình thấy Ấn Độ với Trung Quốc như thế nào, và biên giới như thế nào. Còn Nepal là những ông giữa Trung Quốc, Ấn Độ này, thậm chí Bhutan là ông gì nữa. Quốc gia, 10 quốc gia, có cái chỉ số hạnh phúc nhất trên thế giới, có sự an lạc, an bình trên thế giới. Google nó liệt lên cho mình. Nó đến thời gian mình nghiên cứu nó rất là hay. Học thêm. Để Ấn Độ này, thậm chí qua mình, rồi nó xéo qua bên này, ta trung phục bên này, đang đánh nhau ở Ấn Độ này, liên bang Nga ở đây, Ukraine ở chỗ đây, đang đánh ông đang đánh nhau này, rồi đó Ba Lan này, rồi bắt đầu ông Đức này, ông Pháp này, Đức này, Pháp này, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, rồi tìm khắp rồi nó tốt cả những quốc gia đó, nó là mấy chục nước châu Âu là nó nằm tất cả những cái đoạn này, này. Thì bắt đầu tới những cái khu vực của châu Phi, đổ xuống châu Phi, khu vực châu Phi nó nằm những cái khu vực ở dưới này như thế nào, châu Phi đấy, Trung Phi nằm thế nào, đó. Châu Phi nằm đoạn nào, Trung Phi thế nào, Bắc Phi thế nào đấy, rồi những khu vực đấy nắm lên đó, chứ chẳng hạn như bản đồ thì có vùng biển lớn thế giới, bản đồ bao la như thế này thì cái biển nằm thế nào, biển Ấn Độ Dương nằm đoạn nào. Bây giờ hôm nay là Bắc Cực, Cực Bắc này, Bắc Cực thì khu vực này biển Bắc Băng Dương nằm thế nào? Rồi bên đây là Bắc Băng Dương, là Cực Bắc là Cực Nam, Nam Đại Tây Dương thế nào? Rồi khu vực lớn nhất là to đây gọi là thế gì? Thái Bình Dương thế nào? Hoa Hạ thế nào? Vậy đó. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, hai này ví dụ hai cái vòng tròn các ta đều xem thấy khép lại nó thành cái bản đồ. Ấn Độ là từ Trung Quốc, thì Trung Quốc ở đây bây giờ có Việt Nam nằm ở chỗ này, Sri Lanka nằm xuống nằm chỗ này, còn cái chỗ này là Việt Nam này, rồi tới khu vực Myanmar này, Thái Lan này, Lào này, Campuchia rồi đó, thì từ Ấn Độ nó truyền qua khu vực này, Việt Nam truyền khu vực này. Ở khu vực nước Nhật nằm chỗ này, Hàn Quốc, Nam Hàn, Bắc Hàn,
Ông gần đầu bên Trung Quốc ở khu vực này, tới Nhật Bản nè, Đài Loan là nằm ở chỗ này, chỗ này Hồng Kông nằm ở này, rồi nằm hết ở những khu vực đó thì mình nhìn lên, mình học mình chịu khó, mình để ý. Thì cái kiến thức của mình hay là cái sự học của mình nó mới mở rộng ra. Thế còn mình học một chút xíu, mình cứ ôm cái tài liệu mà mình học rồi này, tên A như là kiến thức mình nó khó mà mở rộng. Đấy. Một cái bản đồ nó có chừng mấy chục nghìn, mua bản đồ xịn thì trăm hai trăm nghìn. Mình thay vì mình treo những cái lịch bóng đá của SEA Games hay là của World Cup hay của Euro rồi gì để giải ngoại hạng Anh rồi thế thì mình treo bản đồ thêm nữa, như thế không? Mình để ý cái xúc động. Treo bản đồ Việt Nam, bản đồ của thế giới, rồi cái cách mình học, rồi cái Phật giáo mình sẽ truyền như thế nào, ông nhìn về cái thế giới nó mênh mông như thế nào, khu vực bỏ nó sinh như thế nào, vực Nam đến như thế nào, bỏ đi thì mình nhìn lên đó. Thì hôm nay có thể khai quát một chút như vậy, là các em sinh có cái sự bây giờ mình nghĩ giải lao khoảng chừng là 10 phút để làm bài. Hôm nay có đem giấy bút rồi này đúng không? Cho nên là hôm nay trong cái thời gian không chừng hơn một tiếng đồng hồ có thể giới thiệu như vậy, và các tăng cường các sự học của mình, rồi mình làm sao cái kiến thức của mình nó mở rộng, nó có thực sự. Cái thời gian mình rất là nhiều, mình cứ cho là COVID ở nhà, cứ thở ra hết cái thằng ngồi nó nằm, cứ thở ra thở vô phí thời gian, chịu khó tập trung để dành thời gian nghiên cứu tu học. Vì trong những cái tiếng tới mình sẽ đi học nó sẽ cũng rất cụ thể hơn. Các anh xin nghỉ giải lao tầm chừng 5 phút. Hay là muốn về nhà làm? Ở trong Phật giáo mình ăn là thiền diệt thực, ăn bằng thiền, ăn bằng thiền định. Có nhiều vị thiền sư họ mời. Nhưng bây giờ là thế gian là sao? Thế gian là bây giờ người ta ăn không phải là ăn bằng mồm nữa, ăn bằng miệng. Mà bên người thế gian là sao? Ăn bằng mắt. Ăn bằng mắt là vô mình trang trí, chẳng hạn vô một cái trường học, một cái lớp giảng đường này mình vô mình thấy nó gọn gàng đẹp. Chứ mình vô thấy nó dư dí, mình hôi hát học có được không? Như chí mà hôi hát mà rác với một đứa cạn, đứa nhố, đứa trẻo là nó tốt hơn như người dân tộc thôi. Nó làm sao? Nên cái đỉnh cao phát triển mình vậy. Mình vô một nhà hàng cũng vậy. Mình vô là mình ăn, tức là mình ăn bằng cái mồm, cái miệng. Mình vô một nhà hàng, nó yếu nhó, nó như chí, nó cạn, nó nhố, nó ăn nhó. Hả? Hai vợ chồng cũng làm về gì, ông chồng làm mềm, mà vợ chồng làm mềm.
về nhà thấy con cái nó khóc cái kia rồi nó búa giải lòng thật con đi cô biết rồi cả cái đó thôi ăn gì đâu. Nhưng mắt là phải ăn, phải ăn bằng mắt là vậy. Vô nhiều cái nhà hàng bây giờ nó bán một ly cà phê, nó bán một bát phở, bát phở nó bán bên vỉa hè hoặc bên cũng có một lần nó bán được có 5,000 được chính đã người ta ăn. Nhưng mà cũng cái bát phở nó trang trí hơn một chút đẹp hơn, những 50,000 người ta cũng bán mua. Mua cái nhà hàng sạch sẽ, nó thơm to, nó nước chảy, bát nhạc thì mắt thì nhìn hoa lan, mắt nhìn cá voi, mắt thì nhìn cái phong cảnh trồng các loại cây bonsai được đẹp. Thì ăn bằng miệng không, mà nhìn mắt không là tính tiền mắt không là thêm 10,000 nữa. Mà người ta vẫn ăn. Rồi nghe âm thanh, nghe nước chảy róc rách, nghe nhạc thiền. Những cái người tiếp viên ta nói cái giọng nhẹ nhàng. Ăn mà nên bưng lên gì mà làm mẹ tiền cho bác phổ, đặt cho bác phổ tầm bỏ bác bị tâm chức, ăn đi. Phải ăn quách gì nghĩ quách đó cũng được. Đi làm gì ông chồng làm gì bà vợ chưa có bói trong đầu nói này nói kia hay là thế này kia thì ăn bằng cái lỗ tai nè, ăn bằng âm thanh bằng lỗ tai, ăn bằng mắt, ăn mũi nữa. Ăn mũi là sao? Đập pha cái mì với phở tự nhiên bay mùi hấp dẫn trên từng bước vua được bếp nấu xe nhìn thấy hấp dẫn rồi. Nhìn mắt thì mình mũi bằng âm thanh, nhìn mùi có mùi thơm vô cái chết cái ăn mặn đó đang hồi nó thúi tay thì ăn tay mũi thì sợ là ăn được ba nên cũng là một bát phở một bát cơm nữa nó bán bên ngoài 5,000 thì bên đó ra nhưng mà 50,000 hay thậm chí là 500,000 một bữa ăn mặn cũng lấy được. Những đỉnh cao ăn uống những cái tòa nhà cao mấy chục tầng lên trên đó nói lên đó người ta uống ly cà phê là nghe âm thanh thế nào ngắm cái trò tranh mây đất như thế nào uống thứ. Cho nên làm cái gì luôn căn cố chọn nhau trong tất cả mọi việc. Nghe tôi cũng có sống cũng tu tập làm gì cái hình thức nó là nó cũng rất là quan trọng. Một cái buổi lễ cũng vậy, khi mà các quý thầy các cô mấy chú đang làm lễ thì mình cố gắng nên làm lễ Phật và pháp vô vô thượng tôn nhìn mình ho hé cái sầu xuống chú thì chú lên chú xuống thế là thôi là thì Phật giúp cho mình ha. Mà Phật mà vẫn như dưới cái dạng thì Bồ Tát Bồ Đồ thì làm sao mà đạt được kết quả. Cũng như vậy mình làm một bài kiến có nhiều điều là cái tờ giấy thì sờ sò có trang trí có lời phê có đủ chấm điểm mình mất cái điểm đó nên các em xin hỏi các vị gợi ý làm một cái bài đó ghi thứ nhất à đầu tiên là những họ tên à pháp danh thông tin của mình. Đấy, rồi bắt đầu mình gạch cái bên tên kia, mình ghi điểm, lời phê, rồi bắt đầu câu hỏi, rồi bài là ghi nhỏ các thầy của mình từ trước, cấp 1, cấp 2, cấp 9 rồi. Vì sao là các người ghi cũng ghi chính bài là. Bài là chỉ không gạch ít nữa. À, rồi bắt đầu xuống hàng mở đồ, nguyên tắc đầu tiên, bắt đầu cái chữ đầu tiên là phải làm sao? Phải viết hoa, phải thuộc vào đầu dòng. Người là mất điểm nó rất là phí à, thành thử nhưng mà giờ mình đi câu hỏi về là khi làm cố gắng đi cố tự ý làm gì nó câu mở đồ nha mở trang cũng vậy cũng phải có trình bày là mọi người sẽ tốt ghi câu hỏi rồi về nhà làm cũng được câu hỏi lục hò là gì. Lục hò là gì? Ví dụ cho hỏi trống tăng ni sinh thì tăng ni trong mình cái kho lên nhỉ? Tăng ni sinh hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của pháp lục hò. Câu hỏi là cuối cùng mình được chấp hỏi thôi làm nhiều nữa thôi vì làm thì cố gắng từng cái dài quá đừng nghĩ ngắn quá tránh thành người thác được biết đơn giản thôi mà làm sao cái trình bày các tăng ni sinh là nói là cố gắng khi mình trình bày cố gắng trình bày làm sao á là từng có một nhỏ hai nhỏ thì cái cách mình làm thì không có cái gì cái ghi xuống trình bày
mình một cái bài văn giống như bài phân tích. Ví dụ như phân tích tốt lỗ hơn tốt nước sơn vậy đó. Các thầy sinh về làm thức thức các bài văn của mình học vậy đó. Ví dụ như là bài gì mình làm á, mình nhìn kiếm là mình biết. Mình biết khoảng chừng là 4 trang giấy. Tìm những cái giấy, tìm giấy. Giấy là giấy, tờ giấy A4 hay khác. Còn cái tờ giấy, ví dụ như cái khu, một cái vở tập. Ví dụ một giấy này thì thầy có thể tìm những người viết chữ lớn, chữ nhỏ. Mình viết có thể ví dụ như là ví dụ như hai đôi thì 8 trang. Rồi viết cái chữ phong chữ vừa. Giờ mình cái đợt này thôi mình cứ tập viết chứ không có đánh máy được gì nữa nha. Giờ học đã, mình đã học trực tiếp rồi, đã học trực tiếp nữa thì là về lấy cái to giấy mình viết vô, viết vô cấp mở rồi hoặc mở rồi thì mình chèn ít nhất là ví dụ cái trang giấy này là cái vỏ này là phổ chữ nhỏ đấy. Thì ví dụ mình viết này thì tìm thêm chữ đấy. Thì phía dưới mình vẫn viết cái phần mở đời thì cũng phải ít nhất là cũng từ cái trang này qua trang bên kia là cái phần mở đời. Thì gỡ là một cái tờ giấy này là cái phần mở đời. Và nếu mà những cái cuốn tập lớn hơn thì mình viết một toan thì bao nhiêu đó thôi. Thì cái phần vấn đề ví dụ cái tờ giấy nhất đó thì mình viết còn gì chúng là không quá 8 tờ. Không quá 8 trang. 8 trang tức là 2 đôi cái tờ giấy học sinh mình này rất là nhỏ. Thì cố gắng mình viết làm sao tùy theo người viết chữ nhỏ thì chữ ngắn lại, đừng cái dài quá, đừng cái ngắn quá. Tại cái đề tài mình làm nhiều kiếm cái thời gian mình lấy đi một tiếng thì nó còn 4-5 phút. Vậy thì về thời gian mình viết thì ví dụ mình làm ở tại nơi lớp thì mình làm 90 phút, 2 tiếng, một năm là 90. Nhưng mà ở nhà cố gắng mình nghiên cứu cái thời gian nghiên cứu thôi, thì mình viết bao nhiêu mình làm tiếng 2, tiếng 3, tiếng gì tùy, nhưng mà phải cố đọc lại, đừng có biết lan quan quá. Thứ nhất là khi cái tờ giấy đó thì nhận 1 trang nên là biết phần mở lần. Và lục hòa là cái gì? Trong đời sống quốc tập, cái đời sống tổng thú, đời sống tập thể, thì đòi hỏi cái sự hòa hợp và thanh tịnh nó quan trọng như thế nào? Và trên cái tinh thần đó, là đức Phật, cái tất cả các cái nhà tôn giáo, những cái luật pháp thế gian có quy định được sống chung là an lạc như thế nào. Trong cái điều kiện đó, trong thời xa xưa, thì đức Phật đã chỉ dạy một cái pháp môn hết sức là tốt đẹp để đem lại sự hòa thanh tịnh cho đời sống của thánh đồng, của tu viện, của chùa viện thế nào. Đó là bài pháp luật Phật. Thì mình mở đời những cái đoạn như vậy, hay là mình mở đời mình ở trong một cái thời đại nào đang đòi trong bối cảnh nó luôn luôn đã đến với cuộc đời, nó luôn có những cái sự là đã đến với thế giới ta bà và phải khám nhận, phải bước mắt, cho nên phải có những cái phương pháp, phải biết nhận được cái thân thần của vượt qua chung kiên, phải có những cái phương pháp chỉ dạy và các bậc thánh nhân đã đỡ lại ở đất Phật xa xưa, tại một quốc gia bồ kinh của đất nước, đất quốc gia xa xưa đến Ấn Độ, đó là một bước tư tưởng của Sa Di. Trong một sự kiện an toàn là Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta thời đó một cái phương pháp tu tập sống trong an lạc, tiến tu trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Đó là cái pháp môn đường bộ. Thì mỗi một người cái cách mà vào bề khác nhau, cái điều trong cô và giáo lý nữa mà an lạc pháp tứ diệu đế pháp pháp chân đạo và đưa con người, đưa chúng sanh, đưa thành giả tu tập đạt được sự an lạc, giải thoát niết bàn. Trong đó những pháp môn như là muốn nhân quả, nghiệp báo luân hồi để trình bày những cái lý thuyết mà để cho con người sống được tạo phúc, tạo đức, hướng về đời sống an lạc, giải thoát. Trong đó có một pháp môn rất đặc biệt mà Đức Phật đã chỉ dạy 6 phương pháp để cho người con Phật, những cái tập thể, đoàn thể, quốc gia, xã hội có thể sống được an lạc, có thể làm những chấm dầu nước mạnh hướng đến đời sống an lạc giải thoát. Đó là 6 phương pháp mà trong đời Phật giáo người đã dùng họ. Thì tùy theo cái cách mọi người hòa về thì mình dành khoảng chứ cũng là 100 giấy trong cái tờ giáo sinh, 100 giấy là được.
và mình đang xuống phần thứ hai là giải quyết vấn đề hay là gọi là phần thoát đề. Thì phần này là phần nội dung và cuối cùng là phần kết luận. Và mình phải nói giống như ta nói quy rất rõ ràng, nó xúc dần và từng cái đề mục mình làm riêng rồi mình kết luận. Cái không có quy một nhỏ hai nhỏ nha, nghe các em sẽ lưu ý cái nhiều người không có làm gì. Mình làm một bài văn đơn giản như là bài văn, thì nó một bài văn hãy phân tích hay kết luận lời dạy của giáo thuật ngữ gì đó. Ai cũng biết mình học trò mà mình đã biết các thành văn nhiều chứ mình những quý vị giáo họ ta phải biết chứ, không còn phải đi mở đầu cũng không có còn phải đi một lớn ai lớn thì đó mình học của người khác, nhưng mà cái trình bày thì một bài văn của người khác là từ các em sinh về tiếp rất là nhẹ nhàng như thế. Thì khi mà xong cái phần vấn đề này mình biết mình trang gia như vậy, biết bao giờ mình phải ví dụ như biết mình bắt đầu lại từ như này là mình phải cách về mấy bộ thuộc tổng dựng và biết kho lên như thế nào giải quyết vấn đề. Trong này mình sẽ trình bày với tổng hợp định nghĩa lục và nó là cái gì, định nghĩa nó rõ ràng còn bao nhiêu đó thất họ không họ bắt đầu mình định sáng tác trong cái phần định nghĩa. Qua cái bước thứ hai thì mình trình bày thứ nhất là mình giới thiệu chung trong phần định nghĩa lục họ những luật đó thất họ đồng trú khẩu họ vô tranh ý họ đồng về đồng gì nam kiếm họ là tu kiếm họ là giả là họ là tu. Mình trình bày xong rồi bắt đầu đi cụ thể cái bước thứ nhất là mình trình bày cái nội dung thứ nhất của tư cách thứ nhất thông họ là tu. Thì mình trình bày cái phần này là nội dung chúng ta là ý nghĩa như thế nào trong này, ý nghĩa của họ là tu nó giúp mình như thế nào trong cái phần mà mình đã có rồi. Thì mình cần phải trình bày sáu nội dung, nói một cái nội dung này chẳng hạn như trong này là nằm là hết một trang tờ giấy A4 tờ giấy với học sinh đó có một trang, thì mình sẽ cố gắng nó trong này thì mình làm hai đôi là tám trang, hai đôi là tám trang đó, thì hai đôi là bốn tờ là tám trang, thì cái tham học này là mình dành đến một trang, thì anh kết luận này thì sẽ dành còn một trang hay một trang trở lại thôi. Thì ở trong này thì còn 6 trang nữa mình làm à, mình trình bày trong cái phần nội dung này. Thì đó là cách làm, cách học là làm cái gì nó có cái dàn bài hết. Còn cái trình bày thì nó không sẽ nó ít kiểu bị thiếu sót và mọi chuyện nó sẽ tốt ra. Cố gắng thì các cái tăng sinh không nên viết dài quá em, cũng không nên làm ngắn quá. Đức Phật dạy là luôn làm cái gì cũng tránh những thái cực, tránh những cực đoan. Về nằm bài này thứ hai tuần tới nó nộp nha. Thứ hai là đi nộp cho công chí của mình. Nên thứ hai sẽ nộp trực tiếp cho công chí. Công chí của trường bài hôm đó thì sao chúng ta lại gặp cũng chỉ có thể để thấy bài. Thế thì hôm nay là thứ hai tuần tối mình sẽ học bốn tiết hát văn. Rồi thứ hai tuần tối nữa mình sẽ ôn thi. Rồi sau đó nghỉ một tuần nữa vào thi. Kết thúc học kỳ nhất của năm thứ nhất. Rồi sau đó mình tiếp tục học kỳ hai trong một học kỳ, học kỳ hai của năm thứ hai. Bây giờ các em xin có ai hỏi gì nữa không? Ai hỏi gì thắc mắc trong ấy thì mình dành khoảng chừng 10 phút 20 phút gì thì mình sẽ trao đổi phỏng vấn một chút rồi chúng ta sẽ trao đi sớm. Mời các em xin ai liên tiếp các thắc mắc gì nữa chúng ta dành thời gian lên cho mình. Cho nên năm trước với thầy nói là cố gắng của mình học không? Có nhiều thắc mắc lắm, đúng không? Và khi mình thắc mắc mình đọc về lịch sử Việt Nam, lịch sử Ấn Độ, lịch sử Phật giáo hay là đọc tư tưởng này tư tưởng kia mà có nhiều vấn đề thắc mắc thì chúng ta ghi xuống không ta quên mất rồi. Hay trong cuộc sống mình thấy thế này, bản sao kinh này nói thế này, kinh kia nói thế nọ,
truyền thống này như thế này, nọ truyền thống như thế kia, thầy này hành trì thế này, thầy hành trì thế kia. Thì những cái thắc mắc đó trong quá trình học thì cũng là nhiều thắc mắc, chịu có một nguyên số. Rồi trong những cái giờ học như thế này, các vị giáo liên quan tới cái môn nào thì có thể mình đưa ra để mình cùng mình chia sẻ, thì cái học của mình nó sẽ được mở mang, mọi việc nó tốt, không khúc mắc nhiều. Các thầy sinh có câu hỏi gì thì chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Hãy giới thiệu Phật. Hỏi gì hỏi đi. Và học cái môn Phật pháp trước là thầy dạng làm có nhiều cái tài liệu mình cố gắng mình xem. Cái cuốn mà Phật cái bản hai cũng có là Phật. À, nếu mà cố gắng là sử dụng một cái bộ Phật phẩm hầm bộ bốn cuốn của hàng pháp trung ương đấy. Cái bộ đó cố gắng là sưu tập là Phật pháp căn bản, rồi bộ Phật phổ thông, Phật tự thiện hoa, đó là ba cái bộ sách rất là phổ biến hiện nay. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái cuốn sách Phật Phật pháp của Narada làm kinh khác là dịch. Những cái ý cuốn và chương trình của Phật học của các vị soạn thảo rất là nhiều, cố gắng mình sở hữu để mình học, mình nghiên cứu, mình đối chiếu, mình so sánh. Đó là cái cách học nó quan trọng. Cái đầu của mình một cái tài liệu giống như ăn cơm vậy. Cho nên có nhiều người mà học và tu trong Phật pháp đó, cố chấp quá thì cứ bảo này, ô cái đời mà pháp về sau này chỉ có pháp môn niệm Phật là cứu đời. Cũng giống như ông bà mình bảo là to như đống rơm không có cơm cũng ngã, ngày nào cũng lại cơm, sáng cơm, trưa cơm, chiều cơm, mà không sao được. Phải có nước tương chứ, phải có canh chứ, có rau luộc chứ, phải có các món khác. Niệm Phật cũng vậy, cứ suốt ngày như là Phật không sao được. Phải có tụng kinh nữa, phải có trì chú nữa, phải có lễ Phật nữa. Nó chưa kể phải mở rộng ra, phải nghiên cứu nhiều phương pháp tu tập rồi. Nhiều người cái ao sống trong ao mình không, mình không có chịu trái lời. Cái gì cũng cho mình là giỏi, là đúng, là biết. Đọc qua một vài câu là đời mà pháp về sao chỉ có pháp môn niệm Phật để cứu đời cái này kia. Các pháp môn khác là điên đảo, là lộn đồ, thành đồ. Mình nói là bám víu vào cũng giống cái đó. Tại vì sao? Cái đó cũng giống như người ta, tất cả trên thế giới này ai mà đau bụng thì chỉ có cái viên thuốc Tera là muốn mình hết đau bụng. Uống các loại khác là nó là cái sự dụng tối dụng, là tiêu đào tiêu não đủ thứ này kia. Thì mình cứ thuốc Tera uống thôi, nhưng lẽ bệnh gì cũng uống Tera sao hả? Nhưng tu tập cũng vậy, ăn cơm cũng vậy. Trong vấn đề ăn uống là nó đơn giản nhất, muốn chỉ là một đề tinh thần để nên mong tu tập cái Phật là 84,000 pháp môn tu. Trong một cái thời khó mình tu chư Phật chư tổ lập cuốn kinh Nhập Tụng ra, mình tụng kinh Nhập Tụng, Nhập Tụng là kinh tụng hàng ngày. Ít nhất trong đó là có ba pháp môn cơ bản mà ngày nay trên thế giới áp dụng nhiều nhất: thiền, tịnh tán và mộc. Này thì trong các cái tư thế và tu tập thì luôn luôn tư thế ngồi tỏ thiền là tốt nhất. Thiền là nói là có cái sự định tâm, tu tập niệm Phật hay là tịnh độ mà tâm mình không định cũng không có thành. Rồi, cho nên chư Phật các vị tổ sư tóm học trong đó để mình tu. Giống mình ăn một bữa ăn như vậy, làm sao nó có cái đầy đủ dưỡng chất, phải có món canh để mình nuốt, phải có chất nước tương để trọng, phải có một hai món đồ xào. Mình tu tập cũng vậy, nó có đầy đủ trong đó. Mình lên tụng kinh trước khi các vị lên đạo tràng, mình đưa lên lên trên này xong tụng chú rồi thọ trì luôn, rồi trì luôn là gì, lên để tăng đạo tràng, là có chú tăng đạo tràng trước nhiều cách tiếng Phật như thế nào, là mình nhiếp tâm ra. Mình tiếp theo gì nữa, phải làm cho tịnh tâm niệm chân không, tịnh pháp giới chân không, những cái năng lực câu thần chú đó nhiếp tâm lại, đỡ duyên cho mình. Đó là mộc tông, đó là kim cương thường. Đấy, là cái mộc tông ở nơi đó, trì chú là mộc tông.
rồi lễ Phật, rồi đánh lễ Phật, rồi quán tướng. Năm là sáu lần, tám không được như thế nào. Rồi bắt đầu sau đó là mình thọ trì chú đại bi, tụng một bài tám lư hương như thế nào, tụng một bài dương chi như thế nào. Rồi sau đó thọ trì chú đại bi, một cái năng lượng thần chú để cho nhiếp tâm, để hóa giải những hoang gia trái chủ. Rồi bắt đầu chúng ta thọ trì kinh điển, thọ trì kinh Di Giáo, thọ trì kinh A Di Đà, thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, người xưa của ngài thường thọ trì kinh Đại Từ Diệu Pháp Liên Hoa, người thọ trì kinh Hoa Nghiêm, người thọ trì kinh Bát Nhã, người thọ trì kinh Niết Bàn, người thọ trì kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, người thọ trì kinh Từ Bi Thí Sáng. Tất cả những phương pháp đó là mình thọ trì và những cái lời Phật dạy trong đó. Giống như bữa nay mình ăn canh rau muống, mai mình ăn canh cải, mốt ăn canh bùn ngót. Nếu mình cứ bảo có một cách làm tối thì nó ngán, nó bằng cái dưỡng chất của mình không đủ. Mình trong cái món ăn mà nó đơn giản như vậy mà người ta không phải thiết kế nó có dưỡng chất thì tu tập và quý ngài nó có đầy đủ trong đó. Có ngồi thiền, có tụng kinh, có trì chú, có lễ Phật, có sám hối, đầy đủ nhiều dưỡng chất trong đó thì nó làm cho cái thói tâm của mình. Cho nên chư Phật chư Tổ đã chế ra một cái thời khó đưa vào đó để thành giả cái đệ tử về sau, hàng chúng ta tu tập về sau, rồi cuối cùng mới thọ trì qua nó là bát nhã tâm kinh, bố thí tâm kinh, rồi hồi hướng, rồi nó trở về với tâm tự của Di, trở về với Phật tánh, tâm của Di trở về Phật tánh sáng suốt như thế nào, trở về với cái giáo pháp đi dùng giải thoát như thế nào, quy tâm là trở về với cái đời sống thanh tịnh an lạc hòa hợp như thế nào, có đầy đủ trong đó. Và cuối cùng là trái tấm lòng của ta nguyện đem công đức này còn hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọng thành Phật đạo, nó có đầy đủ trong lắm chứ phải là không. Thành thử là mình tu tập mình để ý, ngẫu nhiên người họ mới tu tập họ biết chấp cái này chấp cái kia, người tu tịnh độ cũng bảo rằng đời mạt pháp thì sao chỉ có pháp môn niệm Phật, mấy người bảo là niệm Phật tụng kinh tịnh độ nghe, đời mạt pháp thì sao chỉ có pháp môn này mới cứu đời, mới tu tập ngang người tu muôn người chứng, còn những pháp môn khác là thường thì tu tập lộn tâm lộn tưởng, ngang người tu một hai người chứng. Cho nên đó là không nên tu mà mình qua bên các cái nước mình Theravada Nam truyền Thái Lan Lào Campuchia Sri Lanka mà mình khuyên mình nói cho nó muốn một cái phù hóa là bên đó người ta chuyên dịch tu tập thiền định, người ta không có chuyện Phật đó là tu tịnh độ, mà mình cứ ca ngợi pháp môn mình, người mà cũng ca ngợi mình không biết nhìn rõ học hỏi những phương pháp khác thì quyền tâm được trong mặt mà chịu như tất nhiên thôi. Còn nhiều người tu thiền, mấy người tu tập chỉ chút ngày xưa tất cả chư Phật Bồ Tát phải ngồi trên cõi Bồ Đề để tu tập quán tưởng cái thiền định mới đạt chứng ngộ, chứ có Phật nào mà niệm Phật thành Phật đâu, có người nào mình chỉ chút niệm Phật tâm lịch sử. Rồi cứ nói như vậy tiến đi về địa rồi cứ cãi nhau đánh nhau tiêu. Mà các vị chuyên nhiệm một tâm và nó chỉ có năng lực thần chú, sự giá trị của người tu chư Phật chư Đại Bồ Tát, sức của mình là ôn gia trái chủ nghiệp chứng mình nhờ, làm sao mà tự mình tu tập được, mình phải nhờ vào năng lực của người tu chư Phật, năng lực của vô lượng Bồ Tát, năng lực của vô lượng thánh hiền, những ký energy năng lượng trong cuộc đời này, mình nhờ những năng lượng thần chú, sự giá trị sự một tâm thì cái sự hỗ trợ đó mình mới đi siêu việt. Giống như mình đi bộ cái thời đại nào đó phải nhờ cái máy bay, phải nhờ cái ô tô, phải đưa ra những lý thuyết gì mà thực ra ai cũng có cái lý hết, nhưng mà cái lý của mình không cùng. Thế chính vì vậy Đức Phật không bao giờ chỉ để áp một bộ pháp môn. Nhiều người họ lại nói cho thầy, với cô ở trong chùa thầy tu niệm thế gì tu niệm lâm ta lâm tâm lúc lại Phật lúc tìm chúng lúc ngoài thiền này kia lọ. Mà xin thưa, đó là chư Phật chư Đại Bồ Tát các vị tổ sư đã chế ra kinh nghiệm tu tập, đã đưa ra một nghi thức tu tập rất là tốt. Thì cố nhiên tùy theo cái căn cơ mọi người mà mình hành trì nhiều hơn, mình có cái duyên với thiền định nhiều hơn, mình tu tập thiền Vipassana, thiền tu sát tuệ, hay là quán sát về từ bi như thế nào, quán sát về tâm Bồ Đề như thế nào, các vị Phật giáo Tây Tạng
Đức Ngài Dalai Lama này chuyên về chỉ dạy những phương pháp và tu để mà quán chiếu về Bồ Đề tâm, trái tâm tự đi, trái tâm Bồ Đề. Thì đó những cái đó cái chính. Giống người Việt Nam mình ăn đủ thứ món hết, người Trung Quốc ăn đủ món. Nhưng cái món chính của người Việt Nam với Trung Quốc là món gì? Cơm, món gạo. Nhưng mà bên qua bên phương Tây họ ăn đủ thứ món, nhưng món chính của họ là gì? Đó là bánh mì, là đồ hộp. Lúa của nó là lúa mạch. Ukraine là một quốc gia sản xuất lúa mạch là lớn nhất thế giới. Giờ nó làm thế giới biến đổi hết vậy. À, làm bánh mì là cũng từ lúa mạch ra, làm các loại bánh, các loại ngũ cốc các cái gì chế biến ra rất nhiều món từ lúa mạch. Người Ấn Độ ăn lúa mạch là chính, nhưng mà lúa mạch của người Ấn Độ là họ ăn bánh chapati, giống như bánh xèo, trong trong cái nước cà ri nỉ, nước sạch 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 sạch. Cho nên chúng ta thấy mà cái khu vực ở xa cũng có thể giới thiệu sơ sơ cái bản đồ thế giới, cái khu vực Ấn Độ này, Trung Quốc này, là các cái nước châu Âu là nó nằm một cái khối đó, để cái thế giới này người ta tập trung ở nơi đó rồi rất là đông. Nhưng mà quốc gia Liên Xô nó mênh mông như vậy là bao nhiêu, nó nhiều hơn dân số nhiều Việt Nam một chút thôi, gấp rưỡi dân số Việt Nam. Nhưng mà dân số nó tập trung đông nhất là tại đất nước Trung Quốc. Thống kê ngày nay là khoảng chừng 1.441 triệu người, thống kê vào đầu năm 2012. Ngày trước ai cũng nói dân thầy cũng cứ nói là dân số Ấn Độ có 1.300 triệu người, nhưng mà mới đọc cái thống kê 2012 này là đất nước Ấn Độ hiện nay là 1.400 triệu người, thua Trung Quốc có mấy chục triệu, khủng khiếp vậy, tăng dân số khủng khiếp này. Một nước Canada nhưng mà có mấy chục triệu dân, Canada mênh mông như vậy nhưng mà nước bao phủ bởi tuyết băng, tuyết núi đồi sông hồ này kia nên người ta không có sinh sống được. Nhiệt độ Ấn Độ Liên Xô cũng vậy, nó ở gần những khu vực mà cực bắc cực lạnh. Lúc nãy cái tờ vẽ bắt đầu thế giới ra, Liên Xô nằm ở trên, bên kia là Canada, hai ông đó là mênh mông nhưng mà khu đất toàn là băng tuyết, nó phủ hết quanh năm, tiếp phủ nghìn năm, dân số sống không có gì đấy. Ví dụ âm mấy chục độ C, những cái thủ đô của các nước như là Canada hay là Liên Xô có nhiều khi mà ở tại nơi thủ đô là dân số đông nhất mà có nhiều khi âm 30-40 độ C. Mình ở đây mà khoảng chừng 10 độ này, 5 độ C là chết rồi hả, làm biết cỡ nào này. Cho nên cái dân số họ tập trung mọi vùng mọi khác nhau, như cái khu vực ở như trong Á ăn gì còn nó ăn cơm này trên, ngoài ta có những cái thức ăn khác của nhiều. Bây giờ thế giới của ta là nó liên lạc toàn cầu hoạt động. Việt Nam mình ngày xưa bắt đầu khi từ khi mà gia nhập WTO, gia nhập vào thương mại của quốc tế, lúc bây giờ tàu biển tất cả có sự thông hành hết. Cho nên dân của mình bây giờ ít khi ăn cơm rồi mà Việt Nam mình giờ ăn cơm ăn tí tẹo thôi, và cái hàm lượng của glucose trong gạo trong cơm rất là nhiều, ăn nó sẽ bị tiểu đường. Và cái bệnh ngày nay là bệnh tiểu đường, huyết áp và khủng khiếp, gần như là tới mấy chục phần trăm cái nhóm này người ta bị huyết áp của tiểu đường. Mà từ cái hai ông này biến chúng ra là những gì cũng thế, người bị tỉnh tiểu đường, người thì nó phá đủ thứ cơ quan nội tạng khác, bị Covid đó là xong, giờ bị tiêu lắm, huyết áp tai biến lăn đùng ra mà chết như lắm, nó nhiều thứ dễ chết. Ăn ngọt quá cho nên bây giờ đừng ăn ngọt quá, đừng có ăn mặn quá, ăn muối nhiều, ăn mặn nhiều nó cũng sẽ làm các cái nội tạng người ta cũng nhiều. Nấu cơm nhất là mấy thầy mấy cô giờ nấu cơm đừng có nấu dầu mỡ nhiều, đừng có nấu đường nhiều, cũng đừng nấu muối nhiều. Ăn mặn quá quý vị, ăn ngọt quá thì nó cũng sẽ sắc. Và ăn dầu mỡ nhiều, nhất là các anh em xem họ học cái đời sống tăng sinh này, chúng ta mua một cái mì lẩu Thái, một gói mì lẩu Thái, mua một cái mì mini két, mua mì ba miền ở trong đó mình ăn cái giờ cái mì nhiều khi họ làm đủ thứ không mình mấy rồi, nhưng mà cuộc sống thực ra mì gói thì ông bà mình đã gói cái mì gói cũng mua năm rồi hả. Nhưng mà khi mình ăn mình để ý ăn mua một mì lẩu Thái gì vậy? Khi các anh em ăn xong mình coi mình nhìn cái tô, anh hết cái tô mình nhìn trên cái thành tô mình thấy cái gì,
dầu mỏ lớp lớp trong đó. Nhưng ai vô thì cái đường ruột nó ghi lắm, nó dài lắm, mười mấy mét chứ không phải ít. Nó chống ổ bụng rồi, các tên sinh hợp cho bao thấy cái ruột heo, gà, ruột heo đó. Nó quấn nó kéo cái ruột heo là chục mét. Mà nó quấn từ vòng trong bụng, ruột già, ruột ngon, ruột. Ruột con gà đó, con gà nó tí tẹo nhưng mà cái ruột con gà mà kéo là mấy mét cũng phải là bình thường. Bao, thì nó quấn trong đó, nó ăn, nó kết cái dưới trong đó. Thì sau này nó làm không có máu huyết, nó không có lưu thông, máu huyết không lưu thông nó còn trở thành tắc mạch mạch máu, nó trở thành tai biến đóng trong máu. Nên người ta nói như vậy là cái tăng sinh đỡ khi mình ăn uống cố gắng mình hạn chế ăn đừng có dầu nhiều, ăn đừng có đường nhiều, cố gắng thì gói đồ hạn chế, chịu khó ăn cơm ăn gì đó rồi rau rắn ăn cho nhiều vô, dầu mỡ là cố gắng hạn chế tối đa. Thế thì các em sẽ cố gắng về làm bài là thứ hai tỏ tập của cô Minh Trí nha. À, cố gắng làm tỏ thanh học cho đủ. Rồi tuần tới thì học 4 tiếng. Rồi hôm qua đọc bài. Tuần tới nữa sẽ ôn thi. Rồi sau đó là tiến hành thi. Mình nghĩ thì trong mùa hè năm nay biết tới nào những ngày hiệu trưởng rồi trong ban giám hiệu rồi cho đó. Sắp xếp có thể mình ăn cư ở đây hay chỗ nào là tốt tùy theo học hành, tại vì mình mới kết thúc học kỳ nhất vào năm thứ nhất, còn đúng ra vào mùa hè thì mình phải kết thúc học kỳ hai năm thứ nhất. À, nhưng mà vì các trường cũng thế, làm thời Covid nó làm đảo lộn cuộc sống hết chứ không phải riêng trường mình. Và hôm nay tôi cũng nhắc nhở như vậy, các em sinh học làm sao mình có cái sự cái chiều mở rộng ra, kiến thức của mình mở rộng lên mong ra thì mới tốt. Thế mình học cũng chậm hành mé trong cái đầu mình ấy mà mình phải thuộc thuộc ra, mình đi tới đi lui, gọi là thế giới đất nước Việt Nam của mình, thậm chí học lịch sử của đất nước Ấn Độ, Đức Phật, Hoàng Dương thế nào, mấy chục nước chắc là bình thường. Thời xưa đất nước còn mênh mông mà mình nắm một chút, nhiều nước chứ ngày xưa mình cứ nói học Đức Phật Nam Sách Độ khác, rồi mình mở rộng đất nước Ấn Độ. Xung quanh đến độ rồi mình những quốc gia nào Phật giáo đã đi đến đâu thì từ nghiên cứu thì cái kiến thức của mình, cái sự hiểu biết mình cũng mở rộng ra. Thế còn không mình giới mình học mình chỉ biết cái mình, và thế giới ngày nay là thế giới trong lòng bàn tay, nó siêu lắm. Những cái chuyện gì đâu của cái bà Phương Hằng ở đâu ở gì Sài Gòn và báo chí thì giờ mó ra mình chỉ cần mấy phút sau đây hết trên mạng thôi. Ukraine nắp bao nhiêu cái bom cái đạn đánh nhau thế nào cũng đây trên mạng thôi rồi. Và thế giới bây giờ nó nằm ở trong lòng bàn tay, nên Phật pháp cũng vậy. Có những vấn đề mà ngày xưa chư tổ mình dạy á, đời mạt pháp về sau những ngày mà tu tập thì theo cái truyền thống của mình mới phong ra là 500 năm chánh pháp, 500 năm tự pháp, 500 năm mạt pháp. Nhưng mà cái đó chỉ là cái chia của ngày của mình, mà thời đó chưa có pháp truyền được. Cái mình học lịch sử mình 500 năm chánh pháp thì mình thấy như thế nào, thực ra nó tạm chia ngay trong thời Đức Phật thì sao, anh em chú bác của Đức Phật là đời mình đa cũng vậy, đến đời xuất ruột giết Phật luôn của mình thôi, không thậm chí Đức Phật mà nhập Niết Bàn bao nhiêu vị thánh giáo tu tập rất là tốt, nhưng mà cũng có trong cái nội căn luôn luôn có chỗ sâu, có những tỳ kheo đó nghe Đức Phật nhập Niết Bàn là cũng vỗ tay ê trong cuộc đời chết rồi cũng không làm gì tôi lại còn không thấy cái chuyện mừng nữa. Ngày ba cái đấy phải đau lòng như thế nào, lo lễ trà đầy Đức Phật xong phải về truyền tọng tiếp tục cái những phần thứ nhất đấy, đó là chánh pháp. Mà rồi câu chuyện mà pháp luật hòa xảy ra, những câu chuyện mà cô Sa Bi một vị chuyên về trì giới như thế nào, một vị chuyên về giảng pháp như thế nào, thì từ cái câu chuyện là rạn nứt trong tăng đoàn Đức Phật đã giải quyết mà cũng nghe. Rồi sau đó ngài mới chỉ dạy các bạn pháp luật hòa 500 năm chính pháp, thì cái cách chia của ngài. Nhưng mà khi cái thế giới này nó mở rộng ra mà mình học như vậy thì mình mới biết được bên Ấn Độ tu tập cái gì, Sri Lanka học tu tập thế nào, pháp hỏi của người Thái Lan học tu tập như thế nào. Mình bảo là pháp môn đại thừa, cái tiểu thừa ngày nay là cái ngày phải bỏ từ cái đi không được dùng nữa,
Mình thân làm không? Mỗi khi mà những cái pháp hòa họ tu tập, cái số lượng lên 1 triệu người, 2 triệu người là bình thường. Mà trường đại học Malachulalongkorn cũng đó, tu tập rất là lớn. Thiền viện Thái Lan, nhiều người không biết cái tu viện gọi là bái đính rồi đây, tràng hàng lớn nhất thế giới. Mà xin thưa anh thu gì? Thiền viện Dhammachara ở bên Thái Lan, số lượng mình tu tập khi họ về họ lên tới mức độ những cái pháp họ là lên các nghiêm cao cấp trong các hàng triệu người. Nên có cả ba bài lời tâm sinh thấy theo sức chúa họ kiếp lắm chứ phải bình thường là có nhiều người. Nên cái thứ đó nó mở ra là mình khi mình học hành, mình khi tốt, mình biết mình cứ thấy mình là ép ngoài để chiến, ép ngoài để chiến là cũng ép ngoài để chiến. Nó nhìn nó thấy bầu trời nó chỉ tròn như cái nia, cái sàn nó vuông mà tôi biết nó mênh mông khủng khiếp. Thế bây giờ thế giới nó siêu việt rồi. Ngày xưa là cái năng lực thần thông người ta nghĩ là có, làm những cái chuyện đó ra và biết chuyện thiên hạ. Bây giờ em bé nó mở ra thì bố mẹ ở bên Mỹ nó nói chuyện được bình thản rồi, những đầy đủ hết, rõ ràng hết. Thời xưa cái một vậy thì cái năng lực thần thông siêu việt rồi, khoa học cũng từ từ càng phát triển. Ngày xưa là Phật quán những bát thủy bát quán cứ tiếp tục nói ra ai tin, tam thiên đại thiên thế giới ai tin. Và bây giờ thế giới người ta đã khám phá đủ thứ lớp thiên hạ học cổ rồi. Thế thì thời đại bây giờ là các cái sinh khi mà tu học qua thì chúng ta bắt đầu phải nhìn lên bản đồ Việt Nam, mình phải thấy được cái tầm nhìn của mình nó mở rộng ra. Chứ không mình ngồi ít ngồi đây chứ mình ngồi trong trường cung cấp, mình thấy trường cung cấp mình chưa biết cái Gia Lai nó làm sao. Gia Lai nó gồm có một cái thành phố Pleiku như thế nào, nó gồm có bao nhiêu thị xã như thế nào, nó có bao nhiêu cái huyện như thế nào, mở một cái huyện chia làm bao nhiêu cái xã như thế nào, mỗi xã chia là bao nhiêu thôn làng thế nào, mỗi thôn làng có cây đa bốn nước mấy đình mấy chùa thì có cái gì thế nào. Đôi lúc cái đó mình phải biết, mình biết chút gì là mình cơ bản mình nắm, còn cái tiến tiến thì không có ai nắm được đâu, nhưng mà những cái cơ bản là mình phải nắm. Thế cái ngoài Gia Lai này có đất lép rồi, có một đất rồi, có đất nông như thế nào, có Lâm Đồng như thế nào. Đấy, Tây Nguyên nó là cái gì, Tây Bắc nó là cái gì, miền xuôi nó là cái gì, miền ngược nó là cái gì, cái nghề người thượng nó là cái gì, người hạ nó là cái gì. Nói những ông trên này gọi là thượng, thượng là trên mọi trên, người hạ là người miền xuôi như thế nào. Đó là cái là cái sự học, mình học là cái thứ nhất mênh mông nó mở ra trước mắt của mình. Mình học không nhìn lên cái ông Việt Nam, bản đồ Việt Nam mình mở ra, rồi mình học bản đồ chỉ có nhìn lên cái bản đồ một chút. Rồi khi mình tiếp cận với thế giới, bây giờ mình đâu đồng cái thì mình nhìn lên bản đồ thế giới một chút nữa, thì như vậy là sự hiểu biết mình mở ra. Và có người nó thoát lắm, ông bà nó bảo là đi học một ngày đàn, đi một ngày đàn học một sản khu nó là vậy. Thì còn không mình không biết đồng chí trong giới hạn của mình, và nhờ học cái Phật pháp như vậy thấy tứ hải giai huynh đệ như vậy, mình biết được người Phật giáo Khmer người ta tu như thế nào, người Thái Lan như thế nào, những điện như thế nào, Sri Lanka như thế nào, các nước nấy ngay cả trong những nội bộ của mình này, cứ tập như thế nào, mình chịu khó nghiên cứu, rồi cách chia với ngài đều có cái cách đúng của mình, ai cũng cái đúng của mình, phải giữ gìn cái nề nếp cái truyền thống của mình, nhưng mà mở rộng cái chút thì phải có cái chút. Vấn đề nghi lễ cũng vậy, không có cái đúng nhưng mà thực ra mọi người có cái nét riêng. Nghi lễ cũng đề cũng tiếp, ở Bình Định thì cũng giống như họ cứ ở như hát bội, hát bội người Bình Định hát cứ cái gì dân chi cứ rồi cứ hương này cứ rồi luôn ông hết ông bà mẹ ông lên. Nhưng mà cái đó là bản sắc dân tộc, bản sắc vùng miền mình phải điều gì. Còn ông Bắc thì sao? Bắc thì ông chèo này thầy Diệu ơi, thầy Diệu nào ý gì ông làm sao? Đó, một Nha Trang cũng như thế nào, một ước vô miền Nam mình cũng cả lương sống ca đường cố rồi này thế này kia rồi thế nào. Tức là từ Nam chứ Bắc đã tiết dẻo là một chừng 2000 cây số thì khác nhau rồi. Húng chi đi thế giới nó mênh mông vô cùng rồi đó. Ông Trung Quốc thì cũng càng mênh mông rồi, ông Đông Lộ quá mênh mông rồi. Liên Xô, Canada, Úc, mỗi cái truyền thống khác nhau, âm nhạc hoài hoài
Nhiều người ở quê cũng nghe hát bội thì quen, người kia thì bắt thì nghe hát chèn quen. Rồi bây giờ ở miền Nam thì nghe cải lương mình nghe, bây giờ rất lắp đủ thứ. Bà ngoại đó nó thấy con nhỏ mở một cái màn hình riêng là to, nó mở nhọc rất rắp, nghe lúc thì nó đưa cái chân lên đầu, lúc thì đưa đi chỉ chống cái chân lên đầu, quay đầu, lúc thì quay đi, lúc thì quay chân là cứ thúc. Bà hỏi nó, ủa thằng nó bị gì không? Thằng nó bị gì không? Nhưng mà mỗi khi cái thòn chè, món ăn nó cũng vậy. Cái tinh thần là để làm phong tục tập quán vùng miền, để khi mình chịu khó mình học, để mình chịu khó mình ứng dụng. Thì cái cá nhìn nó thoát ra, mình hết bớt khó chịu, mình bớt nhăn nhó công đúng đúng sai, mà mình có sự cảm thông, có sự chia sẻ, nói như là mình nhất hạnh là hiểu và thương. Thì đó là tinh tế của đạo Phật, cũng nằm trong cái từ hiểu và thương. Ngài triển khai từ cái hai cái từ khu động trong hai từ của nhà Phật, mà vô cửa chùa kia cũng có ngài kiểu gì từ khi ông kia là gì trí tuệ. Cái từ khi mình trí tuệ rồi được nhất hạnh, nó đi khắp nơi trên thế giới, mình triển khai ra hai vấn đề hiểu và thương. Đó mà Phật giáo đi vào dòng đời như thế. Nên cái bài học hôm nay thì cũng thầy cũng nói thiên chi địa địa trên trời dưới đất một chút, nhưng mà thực ra thì để cho các tên sinh chúng ta thấy được cái khái niệm của Phật giáo, thấy được cái sự mênh mông của Phật giáo, cái sự biết mà mình học có cái sự cảm thông chia sẻ. Thôi bây giờ hôm nay mình nghỉ sớm về làm bài là tuần nhớ thứ hai đọc, cố gắng làm điều gì sức khỏe, chịu học và cố gắng chịu khó đeo khẩu trang nghe. Bây giờ là nói trong này chỉ còn một người F0 là nhân y tế rồi, nó không online nó tôi luôn. Bây giờ bên ngoài tràn làng chứ đâu phải có đâu, bị tràn làng bên ngoài nó cũng phải lo mà nhìn đi thôi, khổ lắm. 2 giờ sáng mà lên thấy không có một người nào đeo khẩu trang, nhìn chết mất nước. Có gì bị ở tiên chứ, giá rất là dễ bị, bây giờ cũng dễ bị lắm chứ không phải là không. Omicron kiếm sợ chưa? Nói gì hết, chỉ còn một người F0 là cái trường này là phải y tế. Khó khăn lắm mới được sinh học trực tiếp như thế này. Mà cái tên sinh chúng ta đứng dậy khỏi những công đức này. Ngờ nà đẹp